Hi, xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì em tranh thủ lên sale nhá các chị nhá. Tiếp tục lại sale các chị. Đó, cho nên là chị yêu nào mà đang muốn tìm mã gì hôm nay em sale được mã gì các chị lên ủng hộ giùm em Nga nhá các chị nhá. Vừa rồi em vừa khui ra một bao. Đó, để lên đầu sale cho các chị. Đây. Đã. Chị nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like với ạ. Và đầu like thì em giới thiệu cho các chị yêu một mã quần đũi suông dài khoảng tầm 85 phân như em đang mặc các chị nhá. Con này của em Nga nó là đũi suông, chiều dài nó khoảng rơi vào tầm 85 phân. Rất là đẹp luôn, cực kỳ sang xinh. Đã. Với các tông màu như sau. Đây là phần là mẫu mới các chị nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Em có màu em đang mặc là màu đen, màu xanh, màu ve và màu bò, vàng bò. Nên là các chị có thể gọi nó là màu nâu cũng được. Nó là cái quần đũi dài 85 phân thôi ạ. Rất là đẹp nhá, cực kỳ mát, không nhăn nhầu. Mẫu này thì cực kỳ xinh và em đang kết hợp cho các chị yêu một cái áo lệch vai rất là đẹp của Mây Mây. Xinh vô cùng luôn, các chị có thể kết hợp cho em cả cây như thế này. Diện đi chơi, đi làm, mọi thứ cho em đều rất là đẹp luôn. Thế nên chị nào mà đang kiếm tìm cho em cả cây này thì em giới thiệu đầu like một chút xíu nhá. Sau đó thì em đi vào hàng sale đúng không ạ? Đã, em lên đầu like một chút xíu như mã này, sau đó thì em đi vào hàng sale các chị nhá. Đã, nên chị nào mà đang nhìn thấy em cho em một lúc tương tác với. Tối trước thì em có lên cho các chị yêu một mã quần đũi dài 90 phân. Còn hôm nay thì em lên cho các chị yêu một mã quần đũi dài 85 phân này. Đũi suông các chị nhá, siêu đẹp. Đã, mặc mùa hè chị nào mà thấp cũng mặc được cho em Nga, không cần phải cắt. Chị nào mà cao các chị mặc thành lỡ như thế này cho em Nga, rất là xinh luôn, các chị ngắm hộ em, quá đẹp luôn ạ. Siêu siêu đẹp. Đã, các chị ngắm giùm em. Mặc đi làm được, đi chơi được, mùa hè các chị mặc như thế này cho em Nga, lên cho em Nga, form của nó rất là đẹp. Dễ mặc và cực kỳ xinh. Và các chị nhìn kỹ hộ em nha. Mẫu của em đây. Cạp này, các chị nhìn giùm em Nga. Hôm trước nó là cạp chữ M, hôm nay nó là cạp này này. Các chị nhìn chất liệu đũi hộ em ạ. Không nhăn nhầu, co giãn đàn hồi, siêu thích luôn. Và cái dáng này là dáng 85 phân nhá. Lưu ý hộ em, đã có những cái mã thì là dáng 90 phân đấy ạ. Hôm trước em lên cho các chị yêu là dáng 90 phân, còn đây là dáng 85 phân. Đã, lưu ý giùm em nha. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh ạ. Thích quá chốt hết luôn. Em cảm ơn chị Vũ Phạm. Đấy ạ. Đấy, chị, các chị yêu ơi, hôm nay thì nhà em Nga thì đang thiếu người chốt, cho nên là những chị nào mà xem mà chốt được like nhá thì các chị nhớ cho em xin số điện thoại tối nay nhá. Đấy, tối nay các chị comment trên cùng một dòng giùm em Nga mã kèm size kèm số điện thoại, hoặc kèm màu, kèm chiều cao, cân nặng, kèm số điện thoại giùm em mã trên cùng một dòng giúp em với á. Tại vì tối nay nhà em Nga các bạn chốt like có việc nên là các chị chốt giùm em theo như thế nhá. Cái nào cũng muốn mua, em cảm ơn chị Nguyệt Pham. Đã, rất là xinh luôn. Đã. Rồi ạ, quần này của nhà em Nga có 4 tiên phản màu và có đủ size 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 các chị nhá. Rất là đẹp luôn, các chị ngắm quần giùm em đã. Em giới thiệu cái quần này bởi vì thật sự cái quần này nó quá đẹp. Quá đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp và siêu xinh nha các chị. Size 27 ạ. Quần này nó là quần dáng quần suông nên các chị mặc thoải mái cho em Nga một chút xíu. Em đang mặc quần này là 29 các chị nhá. Chị nào khoảng tầm 49 cân đổ về mặc quần này cho em size 7. Quần suông cho nên chị em mình nên mặc thoải mái, không nên mặc ôm. Đấy, mặc thoải mái thì nó mới ra dáng, nó mới ra dáng suông và nó mới đẹp các chị nhá. Đấy, nhìn lên form nó mới xinh, nó mới kiểu mix đồ, nó mới rất là xinh và dễ. Đấy, nên chị nào khoảng tầm 49 cân đổ về là các chị mặc chuẩn cho em size 27. Chị nào từ 50 cân cho đến 54 cân là mặc cho em quần này size 28. Như em Nga đang mặc quần size 29, cho chị nào từ 55 cân cho đến khoảng tầm 59 cân mặc quần này cho em size 55 cân cho đến 59 cân như em đang mặc quần này cho em size 19 á. 60 cân cho đến 64 cân mặc quần này cho em size 30. 65 cân cho đến 69 cân mặc quần này cho em size 31. 70 cân cho đến 74 cân mặc quần này cho em size 32 và thậm chí em có size 33 dành cho các chị yêu 75 cân cho đến khoảng tầm 78, 79 cân đổ về em chốt đơn quần nhá. Đấy, áo chút xíu, áo có màu đen chị xuyên xuyên nhá. Áo em có màu đen. Đấy, áo quần thì em có màu kem, màu xanh, màu nâu đi. Em gọi là màu vàng bò hay là màu nâu đi cũng được. Các chị có thể gọi là màu nâu hoặc màu vàng bò. Bởi vì thật ra quần này em chỉ có 4 màu thôi. Đấy, có một màu be nữa nhưng mà màu be hiện tại là
đấy các bạn chốt like, bạn thấy bỏ mất của em đi đâu rồi ạ? Thành ra là ở đây em đang tạm thời nó có ba màu, còn lại nó có một màu kem nữa. Chị nào thích kem thì cứ comment hộ em là kem đấy. Còn em sẽ cầm sẵn cho các chị yêu là nhìn sẵn trên ba màu trên trang em có đăng rồi ạ. Đấy ạ, size đủ size từ 27 cho đến size 33. Chị nào lấy quần lên đơn hộ em, quần là M1 nhá. Mức giá cho em Nga là 370.000 em chốt đơn. Quần của nhà em Nga có mức giá là 370.000. Comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Các chị nhìn cho em cái quần này, em bung từ trong túi ra không có làm được gì đâu. Các chị nhá, mặc lên luôn trên người cho các chị yêu. Đấy ạ. Còn nhìn nguyên nét gấp luôn, nhưng mà mặc lên nó cực kỳ phẳng. Em này các chị quay máy giặt thoải mái cho em Nga, không là lượt, không bai xù. Nói chung mà mặc lại siêu mát. Nói chung về cái dáng quần của cái hãng này thì các chị yên tâm, đẹp, ngon, bổ, rẻ và cảm giác dễ mặc, ai cũng có thể mặc được. Và mặc lên cực kỳ thích, mặc mùa hè thì siêu sướng cho em Nga. Đấy là những chị nào mà vùng miền xứ nóng, đấy, mặc cực kỳ nóng mà không biết mà mặc cái gì để mát thì chắc chắn các chị cứ chọn cho em quần này. Không nhăn, không nhầu, không bai, không xù mà lại cực kỳ mát, dễ mặc, dễ lên form cho em Nga. Mặc cả cây như em Nga đang mặc, đi làm được cho em Nga, đi chơi được cho em Nga, đi đâu đấy cũng được, bởi vì dáng quần này của em Nga là tám dáng quần 85 phân. Đấy ạ. Các chị mặc mới cho em thêm một cái đấy ạ, thêm một cái túi xách nhẹ nhàng, đây là các chị đi chơi đi làm được dùm em Nga. Đẹp, sang xịn. Em đang mặc quần này là size 19 nhá. Em có đủ size 27 cho đến size 33 em chốt đơn. Chị nào muốn lấy quần M1 lên đơn hộ em, quần M1 có mức giá là 370.000. Quá đẹp, quá rẻ và quá sang luôn rồi, nên chị nào lấy chốt đơn. Còn áo em mặc sẽ là mã M2 ạ. Áo em mặc sẽ là mã M2 nhá. Áo này hiện tại thì em không sẵn nhiều. Đấy, áo này thì hiện tại em không sẵn nhiều. Có quần này thì em mới về này, thì các chị nào lấy thì nhanh tay này. Không nhiều khi các chị yêu là các chị kiểu hay ấy ở sau ấy, là nhiều khi các chị phải đợi bù. Đấy ạ, còn ví dụ như áo này thì hiện tại là em cũng không còn sẵn nhiều nữa. Áo này hiện tại em còn có màu, em đang mặc là màu đỏ đô này, màu xanh này và màu đen nhá. Em có 3 màu cho các chị yêu lựa chọn. Màu xanh ạ, bụng dưới to mặc quần này xấu ạ. Thế ạ, chị Nguyễn Lan Anh. Thế ạ, bụng dưới em to đây, bụng dưới em đây, bụng dưới em 85 đây, eo em 76 đây. Đấy ạ, cho nên là không biết là các chị mặc phong cách như thế nào thôi. Ví dụ như bụng dưới các chị to, nhưng mà ví dụ như ở trên eo các chị bao nhiêu, mông đùi các chị bao nhiêu. Ví dụ như là các chị mà ví dụ như bụng to mà chân các chị quá bé, đúng không? Giống như kiểu là dưới S mà trên M ấy. Đấy ạ, thì các chị sẽ phải mặc những quần gì ạ? Mặc quần suông rộng thì các chị phải mặc kiểu nó phải rộng ra. Chứ còn nếu mà các chị mặc mà nó bó khự vào cái chỗ này, đúng không ạ? Còn dưới này của các chị, đúng không ạ? Bó khự vào trên này, còn trên này các chị cảm giác suông suông thì đương nhiên nó sẽ càng lồi bụng của các chị ra. Nhưng các chị mặc suông rộng ra, đấy ạ, để cho nó thoải mái cái vòng đùi. Đấy ạ, ví dụ như mặc như em đây ạ, em mặc thoải mái vòng đùi này, đùi em khá to nhá, mông em khá to, bụng em to đây. Em mặc đây, chị nhìn dùm em này. Đấy ạ, thì nó sẽ có cái độ suông của quần. Đấy là do cách mình mặc. Đấy ạ, cho nên chị nào lấy chốt đơn quần ấy. À, giày em có size 37 nhá. Giày em có đủ size. Giày hiện tại em có đủ size 35, 36, 37, 38, 39. Chị nào chốt giày ghi hộ em là mã M2 đi. Đấy ạ, cho nên là các chị nào lấy thì cứ chốt đơn. Còn cách mặc để đẹp hay không là tùy theo phong cách và form dáng người. Đấy ạ, còn quần em bán cái quần này thì em bán quá nhiều rồi, không phải năm nay em mới bán mà bán từ năm trước cho đến năm nay. Đấy, cho nên là chị nào thấy phù hợp thì các chị có thể dinh hộ em. Còn nếu mà khách nhà em Nga mặc đẹp cái ạ, ví dụ như có một khách mặc đẹp cái quần này này. Cái quần này mà em bán cái quần 90 phân ấy, cái quần 90 phân ấy ạ. Đấy ạ, thì khách nhà em Nga chị đầu tiên chị mua 3 cái, sau đó chị mua thêm 2 cái. Đấy, chị mua 5 cái cùng một màu. Đấy ạ, 5 cái cùng một màu đen thì chị ở thì em cũng không hiểu đấy á, là người ta mặc đẹp hay mặc xấu, đúng không? Đấy là do phong cách mình mặc nha các chị nhá. Đấy á. À, rồi ok các chị yêu. À, chị nào lấy áo của nhà em Nga sẽ là mã M2, giày sẽ là M3 đi nhá. Đây á, áo của em Nga này em có màu xanh này, màu đen và màu đỏ đô. Màu xanh, màu đen và màu đỏ đô. Áo này của em Nga lên hộ em là M2. Quần này chị nhận rồi, đẹp ưng lắm luôn. Em cảm ơn chị Hoàng Tỉnh. Đấy ạ, khách nhà em đấy ạ. Các chị đấy, tức là mỗi một người một phong cách, và quan trọng nhất là các chị là dáng người các chị như nào và các chị mặc như thế nào. Đấy ạ. Ví dụ như các chị, ví dụ như dưới nào đã dưới chị chân thì đã bé, chân bé nhưng mà các chị lại vẫn cứ thích mặc ôm thì để nó ôm vào cái bụng mình, chứ không chấp nhận mặc cái đùi nó hơi thoải mái, đúng không ạ? Phải mặc đùi nó hơi thoải mái một chút xíu để nó xong với cái phần bụng mình, nó cân đối. Các chị lại không đồng ý như vậy thì đương nhiên lúc đấy các chị không thể mặc được. Đấy ạ. Nên là thật ra mặc đẹp hay không ý, nhiều khi là còn phải do các chị nữa đấy ạ. Đấy ạ, rồi ạ. Ok các chị yêu, rồi.
Đây các chị nhá, đây là một cái áo này, áo em có màu đen này, màu xanh và màu đỏ nhá. Chị nào lấy áo ghi hộ em là M2, nên đơn hộ em là M2, mức giá cho em Nga là 279.000, em chốt đơn ạ. 279.000 áo này, áo này em chốt bao vừa cho các chị yêu đến 65 cân đổ về, 64 cân đi, 63, 64 cân đổ về, mặc cho em Nga. Năm ngoái chị mua 3 màu rồi, em cảm ơn chị Alisa. Đấy ạ, em cảm ơn chị yêu rất là nhiều đấy ạ. Thực sự là quần này nhà em Nga em bán từ năm trước đến năm nay đúng không ạ? Năm ngoái nó mới ra cái màu dòng chất đuôi này. Nên khách nhà em Nga là năm ngoái các chị biết nhiều. Đấy ạ, cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Rồi ạ, chị nào muốn sở hữu nhá thì nên đơn hộ em cái quần em đang mặc ạ, mức giá là 370.000, mã là M1, em có 4 màu cho các chị yêu lựa chọn, đủ size từ 27 cho đến size 33. Còn áo em đang mặc thì em có màu đen này, màu đỏ và màu xanh ạ. Bao vừa cho các chị yêu từ 43 cân cho đến 63-64 cân đổ về. Các chị mặc áo này cho em vừa xinh nhá. Áo này là free size, mức giá là 279.000 ạ. Chị nào lấy áo thì nhanh tay chốt đơn comment hộ em là áo M2. Còn giày em đang đi sẽ là M3 nhá. Giày em đang đi là M3. Giày em hiện tại có đủ size 35, 36, 37, 38, 39 ạ. Chị nào lấy giày ghi hộ em là M3, mức giá cho em Nga là 620.000 ạ. Giày nhà em Nga có giá là 620. Chị nào lấy giày ghi hộ em là M3, kèm theo size, kèm theo số điện thoại là em lên đơn. Ok, chị Oanh Thủy Nguyễn M1, màu đen size 18 em chốt đơn ạ. Đấy, quần em có 4 màu chị Yến Trần ơi. Có màu be nữa nhá chị nhá, nhưng mà màu be hiện tại các bạn này, các bạn mà bạn đi chút like cho em, không biết bạn ấy để đâu. Em đang nhìn thấy có 3 màu này nên là em dơ luôn 3 màu. Và có màu xanh này. Đấy, màu xanh này. Màu màu này em gọi nó là màu nâu đi, em gọi màu nâu cho dễ nhá. Đấy, và màu đen. Đấy ạ, chị Trần Hải một đôi giày size 37 ok ạ. Chị Oanh Thùy Nguyễn 1M1 màu đen ok ạ. Chị Yến Trần 1M2 áo màu đỏ ok ạ. Đấy ạ, chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp M1, M2 hoặc M3 là em chốt đơn. Áo là M2 có 3 màu, còn quần em đang mặc hiện tại em cũng có 3 màu ạ. M3 size 38 cho chị Lanh Trần ok ạ. M2 màu đỏ 58 cân cho chị Hương Trần ạ. Chị Nguyễn Oanh M1 màu đen size 18 em chốt đơn. Quần này có giá 370.000, áo này em có giá là 279.000 thôi. Giày em đang đi là M3 620.000 ạ. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Chị nào lấy màu nào thì cho em comment cho em màu đấy nhá. Trời ơi, giày này em đi, rồi giày này em, các chị thấy giày này em đi quá nhiều rồi. Giày này em đi, nếu mà chị muốn xem kỹ hơn chị sang lên trang dùm em đi. Giày này thì ngày gần như like nào mà phải dùng đến khi đôi giày cao em cũng đi cái đôi này. Đấy, em đi từ năm, đấy, đi đi mấy năm nay rồi đúng không ạ? Từ năm ngoái cho đến năm nay. Đấy, cho nên chị nào lấy giày thì chốt đơn giày dùm em nhỉ. Mức giá giày cho em Nga chỉ có giá là 620.000. Đấy ạ, cứ vào đi em. À, còn áo của em Nga là mã M2 270.000, giày là M3 giá là 620.000. Còn quần em đang mặc có giá là 370.000 thôi ạ. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp mà em lên đơn nhá. Chị Hương Trần 1M2 màu đỏ ok rồi này. Chị Lanh Trần một đôi giày M3 size 38 này. Chị Yến Trần M2 màu đỏ ok ạ. Chị Nguyễn Oanh size 20, màu đen là M1 nhá. Màu đen là size 28 ạ. Em bỏ áo ra đây ạ, dáng áo em bỏ ra cho chị nhìn nhá. Đây, rất đẹp luôn ạ. Dáng áo này thì các chị có thể mặc buông. Giày này nó cao khoảng tầm 5-6 phân. Chị Nguyễn Thị Mến nhá. Giày này là cứ hết em về, hết là em về. Bởi vì giày này các chị đi quanh 5-4 mùa được cho em Nga. Giày này đi quanh 5-4 mùa. Mùa hè em cũng đi, mùa đông em cũng đi. Nói chung là quanh 5-4 mùa dùm em ạ. Đây, cái chất liệu của nó này, áo này, nó tự co giãn đàn hồi vào cơ thể các chị nhá. Cái chất liệu áo là tự co giãn đàn hồi vào cơ thể ạ. Đấy ạ. Và dáng áo đây, nếu mà các chị muốn chiều dài áo thì áo đây ạ. Chị Nguyễn Tam một đôi giày M3 size 37 ok ạ. Chị Nguyễn Tam một đôi giày M3 size 37 em chốt đơn, rất là đẹp luôn. Áo đây các chị ngắm dùm em. Em sơ vin vào hoặc em buông ra đây. Nói chung là cái quần em đang mặc các chị chốt cho em cái quần M1 này. Khách nhà em đúng không ạ? Đấy, vừa rồi có một vị khách cũng mua 3 cái quần này rồi đúng không ạ? Đấy ạ, chị comment luôn là chị mua năm ngoái chị mua 3 cái rồi để chị mặc. Nên là các chị sẽ yên tâm luôn về cái chất liệu đuôi này. Đấy ạ, khách nhà em năm nay cũng vậy, có một chị em nhớ là chị mua, nói thật sự là chị mua 5 cái quần cùng một màu cơ, cùng một màu đen hết. Đấy ạ, cho nên là em cũng lấy vì ra bảo tại sao chị mặc cùng một màu đen. Đấy ạ, chị lấy cùng một size, đầu tiên chị lấy 3 cái, sau đó chị lại lấy 2 cái. Rất là thích luôn, đấy ạ, phong cách rất là đẹp, cực kỳ sang xinh.
Rồi ạ. À. Chị tôi chị oanh tiếng Nguyễn M1 size 28 đen ạ. Ok ạ. À. Chị Yến Trần M2 đỏ ạ. Ok ạ. À. Chị Trần Hải M3 size 37 ạ. Ok ạ. À. Chị Nguyễn Oanh M1 size 28 ạ. Ok ạ. À. Chị Hương Trần M2 đỏ ạ. Ok ạ. À. Chị Lanh Trần M3 size 38 ạ. Ok ạ. À. Chị Nguyễn Tam 1M3 size 37 nữa này. Chị Nguyễn Tam ạ. À. Chị Nguyễn Tam 1M3 size 37 em chốt đơn ạ. Áo có áo một size chị Thú Trương nhá, áo free size. Áo free size ạ. À. Đây ạ, à, áo em hiện tại này. Áo hiện tại em có màu đen này, màu đỏ này và màu xanh ạ. À. Còn nếu mà em có màu trắng nữa, nhưng mà màu trắng thì hiện tại chị nào lấy màu trắng thì chờ khoảng tầm 1-2 hôm em trả nhá. Màu trắng hiện tại đây em đang bù nhưng mà chưa có hàng. Đấy ạ, à, hiện tại là cái này em có này, em có hiện tại là em có màu đỏ, hình như có màu. Hôm trước em lên cho các chị yêu thì nó sẽ có màu trắng và màu cốm nữa. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ là em chỉ có, hiện tại em chỉ có sẵn là màu đỏ, màu xanh và màu đen thôi. Ai lấy trắng và cốm trong cùng một bảng màu ấy thì các chị có thể comment hoặc 1-2 hôm sau em sẽ gửi đi, đọc tin chị đi nhé. Ok chị Oanh Tuyến Nguyễn á. Đấy, chị nào lấy thì comment hộ em áo nhá. Áo em có đỏ, đen và xanh, ba màu cực kỳ dễ mặc luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn. Quần của em Nga là mã M1, lên mã quần vải 650 đi. Ok chị, chờ em chút xíu chị Ánh Ngọc nhá. Rồi ạ, à, áo chị nào lấy thì chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp là M2. Bây giờ em xin phép được sang màu quần tiếp theo nha. Quần em sẽ mặc quần xanh áo đen cho các chị ngắm này. Đấy ạ, à, chị nào lấy quần em đang mặc là M1, áo là M2 thì các chị cứ chốt đơn. Giày em đang đi là M3. Giày hiện tại em về đủ size rồi, giày này thì em cứ hết này em về nên chị nào lấy thì cứ chốt đơn. Giày 620.000. Đấy ạ, à, bao form, bao chất, bao giá, dễ đi vô cùng. Bây giờ em xin phép được lên đổi màu cho các chị dễ nhá. Em đấy ạ, à, em đang tự mix màu cho các chị đấy để các chị có thể lựa chọn nhá. Đây. Chị nào thích đen với đỏ thì các chị chốt như thế. Còn chị nào mà thích như em đang mặc này, xanh với đen này. Quần này là 85 cân nhá chị nhá, mùa hè các chị mặc quần này cho em cực kỳ thích luôn. Chị Đào Bảo An M3. M3 thì tôi xin size giày như size. Chị ơi, giày em có từ size 35 đến 39 nhá. Giày em có từ size 35 đến 39. Giày thì em có từ size 35 đến 39. Các chị có thể mix như em ấy, ví dụ như tông áo với quần các chị có thể mix đối nghịch như cho em nha. Ví dụ như vừa rồi em mặc màu đen thì có thể các chị mix với bất kỳ màu áo nào cũng được. Đấy, còn nếu ví dụ như các chị mix có thể ví dụ như đen với đỏ nó rất là xinh. Còn ví dụ như các chị nhìn đây ạ, các chị với có quần xanh này, các chị có thể mix với màu đen hoặc màu trắng áo cho em nha. Nó đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Thực sự cả một cây này đi làm xứng đáng không các chị? Áo có 279, quần có 370.000. Cả một cây có bao nhiêu là 500 mấy thôi đúng không ạ? Nhưng mà em nói thật sự với các chị nó quá xứng đáng đấy. Một cây đi làm vừa sang vừa đẹp nhá, mùa hè đến. Trời ơi nó ngất ngây luôn các chị ạ, không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn rồi. Đấy ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Quần này là 85 phân ạ. Đấy ạ, quần 90 phân thì các chị chờ bù hộ em nhé. Quần 90 phân ấy, cái quần suông mà 90 phân ấy, chị nào mà thích quần suông 90 phân thì các chị chờ bù hộ em. Hôm trước em về em lên quần 90 phân thì tạm thời hiện tại là em đang khuyết rồi, em đang khuyết và em đang thiếu hàng rồi. Cho nên là bây giờ hôm nay thì em lên cái quần 85 phân này. Chị thích nào, chị nào mà thích quần 85 phân như em đang mặc. Vì thật ra đến khi mà hè nắng nóng ấy thì nhiều chị này rất thích 85 phân. Và những chị nào mà người thấp chị lại rất thích 85 phân, đúng không ạ? Nhiều chị cao thì mới thích 90 phân. Còn bình thường ví dụ như chị em mình người thấp nào, các chị là sẽ hay thích 85 phân. Bởi vì các chị cao mà mặc 85 phân thì nó thành quần nỡ. Đấy ạ, cho nên các chị sẽ chọn 90 phân. Còn nếu như những chị nào mà cao 1m50, cao 1m48, cao 1m như khoảng 54 như em đúng không ạ? Cao 1m55, 56 như em thì chắc chắn là các chị sẽ thích quần 85 phân như thế này. Bởi vì khi mà mùa hè đến mặc đi làm ấy, chị em mình không thích mặc quá dài đâu. Thế là chị em mình mặc mới như thế này thôi. Đấy.
mang nó tầm như thế này thôi, nó nhẹ nhàng. Và khi đó mình đi một cái đôi giày nhẹ nhàng, các chị có thể đi đôi giày bệt bệt như giày Miu Miu của em Nga 3-4 phân cũng được. Còn nếu không, các chị đi cho em cái đôi giày đấy ạ, tầm 5-6 phân như em như thế này. Đấy ạ, cảm giác khi mà mặc lên ấy, thì cái quần của nó mình nó vừa phải ạ, mình không phải cắt gấu, không phải gì đấy ạ, nhưng nó hở được cái phần này ra này. Nên là cả cái quần này nên nó rất là đẹp luôn, cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là cả set em đang mặc không có một điểm gì để chê luôn. Các chị cứ mix như thế này cho em nha. Đẹp, đơn giản, nhẹ nhàng nhá. Đấy các chị nhìn hộ em này, cái phần thiết kế vai áo này nhá các chị nhá, nó vừa đủ đẹp đấy ạ, vừa đủ sang, vừa đủ nữ tính, vừa đủ mềm mại đúng không ạ, nhẹ nhàng để cho các chị em mình mặc. Đây chị nào lấy thì chốt đơn quần 370, áo 279.000, đôi giày của em Nga là M3, mức giá cho em Nga là 620.000. Giày thì có đủ size từ 35 cho đến size 39, còn quần em đang mặc thì có đủ size từ 27 cho đến size 33. Em đang mặc quần này là size 29 các chị nhá. Lưu ý hộ em, quần suông lên mặc thoải mái, suông cho em, đừng mặc ôm đấy á. Nhiều chị bảo là không, Nga ơi, người chị nhỏ, bụng chị cũng thấy chỗ này của chị nhỏ này, cạp này là cạp chun, cho nên em cứ cho chị mặc ôm đi, đừng các chị nhá. Vì đã là suông thì phải mặc nó ra dáng suông đấy á. Cho nên là ví dụ như quần này là em mặc năm size 28 cũng được, nhưng em sẽ mặc 29 đấy á. Ví dụ như những chị nào là khoảng tầm 49 cân này, 49 cân đổ về mặc chuẩn 27 cho em nha. Từ 50 cân cho đến 54 cân là các chị mặc cho em quần này 28. Và từ 55 cân đến 59 cân như em đang mặc, các chị mặc quần này cho em size 29. Từ 60 cân đến 64 cân mặc quần này cho em size 30. Từ 65 cân xuống đến 69 cân mặc quần này cho em size 31. Từ 70 đến 74 cân mặc quần này cho em 32. Và em có đến 77, 78 cân mặc quần này cho em size 33 các chị nhá. 3 màu sẵn ạ, cả màu be ạ, 4 màu ạ, đủ size cho em chút đơn. Đấy ạ, mức giá cho em Nga là 370.000 ạ. Đấy ạ. Chị Yến Trần một quần M1 màu be em chút đơn ạ. À, chị bao nhiêu ký mà mặc size gì? Chị Nguyễn Yến ơi, em Nga cao 1m54, nặng 55 cân hơn. Và em đang mặc quần này là size 29 nhá. Em là phần dưới của em Nga thì chuẩn size của người 54 cân, là 55 cân cho đến 59 cân. Bởi vì phần dưới của em Nga, eo của em Nga là 75, 76, mông của em là 95, 96 cơ. Cho nên mông 95, 96 là tương đương với người 57 ạ. Cao 1m60, nặng 57 cân, 58 cân đấy các chị ạ. Đấy ạ, cho nên các chị nhá, ví dụ như những chị nào mà ví dụ như cao 1m60, nặng trong khoảng từ 55 cân cho đến 58, 59 cân là mặc quần này size 29 như em Nga là mặc đẹp. Nhưng ví dụ như các chị cao 1m50 mà nặng ví dụ như là nặng 59 cân đúng không, thì các chị phải đẩy size lên cho em Nga một size là thành size 30 dùm em Nga. Chứ các chị đừng thấy là ô mình cũng 59 cân nhưng mình cao 1m50 hoặc cao 1m52 mình cũng lấy size 29 nhá. Như thế về là các chị mặc ôm, mà đương nhiên suông mà mặc ôm thì nó sẽ không đẹp các chị nhá. Đấy, lúc đấy các chị sẽ bảo là ờ nhỉ, sao chân mình tự dưng chỗ này nó bị bó mà chỗ này cũng bị bó, nó sẽ không đẹp các chị ạ. Đấy, chị Yến Trần là một bộ ve ạ. Ok ạ. M1 có quần màu be đúng rồi ạ. Chị Oanh Lê M2 áo màu đen ok ạ. Chị Thảo Nguyên M1 màu xanh xe 30. Ok ạ. M2 màu đen đấy. Ok ạ, M2 màu đen, tự nhiên lấy cả cây này. Ok ạ. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là M1, M2 hoặc M3 nhá. Đẹp xuất sắc luôn rồi. Quần này, thấy ạ, ngắm chùm em. Các chị dinh cho em cả cây như thế này đúng không ạ? Các chị có thể lấy hai quần, lấy hai áo của nhà em Nga về mix thành hai set mặc đi làm, quá đẹp luôn, vừa sang vừa lịch sự hoàn toàn nhá. Cái set này của nhà em Nga các chị đi mặc này, đi kể cả các chị đi làm, đi công tác, đi ký hợp đồng hay bất kỳ cái gì cũng được, bởi vì quần này của em Nga nó không có nhăn nhầu, nó cực kỳ mát, nó có co giãn. Cạp của nó cạp chun, đây em đứng gần để các chị nhìn này, cái phần cạp này, cạp của nó cạp chun nhưng mà cạp chun bản to nên mà mặc lên các chị nhá, nhìn nó rất là đẹp luôn, cực kỳ cân đối. Nói chung không có một điểm gì chê cho chiếc quần này luôn, mặc càng mát ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Bây giờ xin phép được sang cái màu cuối cùng của quần đấy ạ, và màu cuối cùng của áo luôn này đấy ạ. Vì màu be, cái quần màu be này hiện tại không biết các bạn để đâu. Màu be các chị cứ chốt đi, vì trên trang nhà em có đủ màu của nó, là quần là có màu kem nhá, màu kem, màu vàng bò, màu xanh và màu đen, màu nào cũng đẹp. Còn áo thì hiện tại em đang có sẵn 3 màu thôi. Chị nào lấy màu trắng hoặc màu vàng cốm là các chị phải chờ hộ em đấy ạ. Màu trắng và màu vàng cốm áo này thì các chị chờ hộ em một chút xíu á. Còn cái quần mà quần này mà chị nào mặc cao muốn lấy giá 90 phân thì cũng chờ bù dùng em, bởi vì giá 90 phân em đang hết hàng, hiện tại em đang có sẵn 80 phân đấy. Em về dòng nào các chị đấy đúng không ạ? Đấy ạ, về nhiều khi các chị nếu mà chị nào mà không chốt trên line nhiều khi không có hàng đâu, bởi vì là sẽ là
cái hàng nữa chị ạ. Rồi em sẽ sang màu chiếc cuối cùng. Chị Oanh Lê M2 màu đen size 57 cân ạ. 57 cân ok ạ. Chị Chiến Vũ M1 màu đen size 31 ạ. Ok ạ. Chiến Vũ là 1m53 có 5 cân thì M1 màu đen size 31 vừa không? Được ạ. Đây ạ. Chị Nanh Trần M1 màu đen size 30 và M2 đen ạ. Ok ạ. Các chị có thể mix màu này luôn này. Trước khi em mặc áo màu xanh nhá các chị nhá. Đây. Đây ạ, trước khi em mặc áo màu xanh, tại vì em thấy cái màu này mix lên với áo màu đen cũng đẹp. Có nghĩa là em mặc nhưng mà làm thế nào để cho các chị yêu có thể là gợn mix màu cho các chị yêu, để các chị có thể làm một cây một set để các chị có thể mặc đi làm để nó vừa diện đẹp luôn các chị nhá. Đây, ví dụ như chị nào lấy màu xanh có thể mix màu đen hoặc màu trắng cho em cũng được. Đấy ạ, còn nếu không này, các chị có thể mặc màu đen với màu này dùm em nha. Trước khi em mặc cái màu này lên với màu xanh nha. Đấy ạ, tí nữa em sẽ mặc áo xanh mix với màu màu nâu hoặc màu vàng bò cho các chị ngắm. Đấy, màu nâu hay còn gọi là màu vàng bò thì em sẽ mix với màu đen cho các chị. Đây, các chị có thể mix đen với tông này cũng đẹp ạ. Đây ạ. Các chị có thể mix tông như thế này, nó cũng rất là nhẹ nhàng, xinh vô cùng. Đây ạ. Các chị thấy không ạ? Rất rất là đẹp luôn, cực kỳ xinh ạ. Đen hay trắng các chị đều mix được những cái tông như thế này. Mà quần này các chị nhìn này, nó rất là mềm mại luôn, cực kỳ bay dáng các chị nhá. Cái quần này các chị mà mặc chuẩn size á, mặc thoải mái cho em nha. Các chị mặc nó rất là bay dáng và không sợ nhăn nhào luôn. Quần 370, áo 279, giày 620.000. Vừa đẹp vừa sang vừa rẻ. Đây ạ, các chị ngắm dùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ mix màu xanh với màu này cho các chị ngắm nhá. Trời ơi, cái áo này 3 màu cùng với 3 tông màu quần cũng rất là đẹp. Màu xanh này các chị có thể mix với tông kem cũng rất là xinh. Quần này nếu mà các chị mix tông kem, cái tông kem nó đi đâu ấy nhở? Cái quần này tông kem đâu nhở? Chị Trần Duyên vừa một màu xanh này. Ok ạ. Chị nhận quần này của em Nga là cực kỳ mê. Mặc xong rồi là nghiện đấy ạ. À. Mà năm nay này cực kỳ hot quần suông nữa chứ. Mà lại đặt có quần suông đuôi. Chị quần đùi không? À, quần đùi thì có đấy chị ơi. Quần đùi mấy nữa có á. Quần đùi có nhá. Quần đùi đuôi nhà em có. Mùa hè mà không, mà làm sao mà thiếu được quần đùi đuôi chị. Quần đùi đuôi mát mà. Quần đùi đuôi. Từ khi em bán cái chất quần này em rất là thích luôn. Đây. Các chị có thể mix tông này cho em. Ví dụ như áo xanh này này, các chị mà mix cho em với tông màu kem nhá. Ví dụ như áo xanh này các chị mix với màu đen rất đẹp, hoặc các chị mix cho em với tông quần màu kem rất là xinh. Đấy ạ, còn đây em mặc lên mix màu để cho các chị nhìn màu của em, xuất sắc luôn. Áo 279.000, quần có mức giá là 370.000, giày 620.000, em chốt đơn nhá. Chị nào lấy thì cứ nhanh tay lên đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn, đẹp, sang, xịn, rẻ, chất ngất luôn. Đấy, chị nào lấy thì cứ comment hộ em này. Bây giờ em xin phép được qua cái mã áo này nhá. Đấy, xinh quá. Xinh ạ. Áo này xinh. Em nói thật sự là áo này rất xinh. Áo này em phải nói là rất 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 là xinh. Nhưng em sẽ lên cho các chị yêu một cái em áo này. Tại vì là có cái không này em mix với lại màu trắng á. Áo này em có màu trắng và màu đen. Nên cho các chị yêu thêm một em áo này. Áo này thì nó là màu xinh nha. Quá là xinh luôn. Siêu xinh ạ. Ôi áo này có hai màu. Cái này các chị mặc quần jean được, mặc quần short các kiểu được. Ôi áo này dáng vuông cũng vừa phải các chị ạ. Em có SM 2 size. Em có SM 2 size nhá. Em có SM 2 size. Xinh lắm các chị ạ. Chất cốt tông. Đây.
ngắm giùm em này. Xinh chưa? Cái áo này này, chị nào mà nhớ cái dàn áo của Miu Miu đúng không? Hôm nay cái áo này em sẽ bán mức giá gọi là cực kỳ yêu cho các chị. Đây, cổ dìm giùm em phần cổ nhá. Viền cổ giùm em logo này. Rất là xinh, áo chất liệu cốt tông, rất là đẹp. Các chị có thể mặc buông hộ em như thế này. Xinh chưa các chị? Tắm giùm em xinh quá. Đấy á, các chị có thể mix như thế này giùm em. Nên áo hộ em là M4 á. Nên áo giùm em là M4 nhá. Các chị hoàn toàn có thể mix như thế này. Đấy á. Ví dụ như màu vàng bò, các chị mix cho em sang cái màu trắng này. Áo em có hai màu trắng và đen. Đấy á, chị nào lấy áo nên đơn hộ em, áo sẽ là mã M4 đi. Chị nào lấy trắng hoặc đen nhá. Áo này các chị có thể mặc sơ vin hoặc không sơ vin, mix bất kỳ cái gì cũng được giùm em nha. Đấy á, em mix lên để cho các chị ngắm một chút xíu. Đẹp quá. Áo này em có màu trắng và màu đen này. Size của nó đánh là SM, em đang mặc áo này là size S. Áo này thì mặc kiểu suông suông thoải mái hộ em một chút xíu à, hoặc mặc ôm cũng được. Áo này dễ mặc vô cùng. Có nghĩa là chị nào từ 45 cân các chị hoàn toàn có thể mặc được, 43 cân cũng mặc được. Vì áo này có thể mặc suông. Nếu không các chị cứ cho em từ 45 cân cho đến khoảng tầm đấy ạ, người các chị nào khoảng tầm 56 cân ạ, mà người gọn 57 cân cũng mặc được. Đấy ạ, nhưng em chốt từ 45 cân đến 56 cân đi. 57 cân cho đến tầm 61, 62 cân các chị mặc cho em size M. Áo này chất liệu cốt tông cao cấp, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Đặc biệt các chị nhìn cho em cái phần ren cổ này. Ren cổ của em nha, rất rất là xinh luôn. Đấy ạ. Nên chị nào muốn sở hữu chiếc áo này nhá, lên đơn hộ em, áo sẽ là mã M4 ạ. Nên em làm mức giá gọi là 8 tháng 3 cho các chị nhá. Đấy ạ, tuy nhiên số lượng không nhiều. Đấy ạ, không có nhiều đâu các chị ạ. Tại vì cái này em về thử, nhưng mà em không nghĩ nó đẹp như thế. Em về thử form ấy. Đấy ạ, nhưng mà em về xong em cũng thấy nó rất là xinh. Tại vì đầu tiên em về thử cái cổ này. Đấy ạ, xem cổ nó có khoét, nó có bị sâu không. Đấy ạ, cảm giác khi mà chị em mình mặc. Đấy, các chị hình dung là nhiều khi bọn em về á, đây này, cổ này, khoét này, vừa đủ không ạ. Đấy ạ, chị em mình mặc lên ạ, form của nó như thế nào, dáng của nó như thế nào. Đấy ạ, áo này em có M2 size các chị nhá. Size chị nào khoảng tầm từ 45 cân cho đến 56 cân mặc đẹp cho em nha. Chị nào từ 57 cân đến 61, dưới 62 cân mặc cho em áo này size M đi ạ. Chất liệu cốt tông cao cấp, em có 2 màu, đen và trắng ạ. Lên đơn hộ em mã áo này. Em dành cho các chị yêu áo này này. Giá hôm nay đi ạ. 320.000 đi. 320.000 cho áo em đang mặc. Áo em đang mặc nhá, không có nhiều ạ, nên em dành cho các chị yêu với giá là 320.000. Chị nào lấy lên đơn dùm em ngang, lên hộ em mã áo là M4 á. M4 320.000. Mặc cái này quần sóc được, quần jean được, chân váy được, mọi thứ được. Một sơ, màu xanh xanh 28 ạ. Ok ạ. Dạ. Chị Thảo màu trắng và màu đen ạ. Cái gì màu trắng và màu đen? M4 ok ạ. Chị biết cả màu trắng và màu đen M4 ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Áo chỉ có giá là 320.000 cho em áo này thôi. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M4, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 320. Xinh không các chị? Quá đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Năm nay nó thiết kế cái cổ này rất là yêu. Xinh vô. Phải nói là rất xinh ạ. Nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại, duyên dáng, dễ mặc, dễ phối và mặc lên rất trẻ các chị nhá. Chị em mình mặc lên rất trẻ và cực kỳ xinh. Em mặc luôn màu đen nhá, chị nào lấy M4 chốt đơn ạ. Trắng và đen thôi, em có trắng và đen thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay, em về ít thôi ạ. Đấy ạ, mẫu này em chưa về nhiều. Đấy ạ, sau này em sẽ về cho các chị yêu. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Lên đơn dùm em, mã hộ em là M4 ạ. Chất của nó là cốt tông cao cấp các chị nhá. Mát, thấm hút mồ hôi, siêu thích. Đảm bảo áo này các chị nhận hàng cực kỳ ưng. Vừa đẹp vừa rẻ. Đấy á. Đây các chị nhìn hộ em màu đen này. Màu đen em mặc đây nhá. Chị nào lấy lên đơn ạ. Xuất sắc luôn. 320. 320.000 em chốt đơn ạ. Chị Hương vô 14 màu đen ạ. Ok ạ. 320.000 các chị nhá. Đây các chị nhìn hộ em cái dáng áo này. Không bị dài ạ. Áo này nó không bị quá dài, không bị quá ngắn ạ. Nó có mỗi một nhược điểm là gì ạ? Đó là nó không về được size L. Thực sự là nó không về được size L để cho những chị nào khoảng tầm 64, 65 cân.
Em nói thật sự nó có mỗi một cái nhược điểm, đó là đây em đang mặc size S đấy các chị nhá. Em mặc size S nhưng nó cũng khá thoải mái đấy ạ. Nhưng em chốt khoảng tầm đến 45 cân cho đến 55, 56 cân thôi. Mặc S đi ạ, mặc cái này nó thoải mái về cho nó xinh. Đấy, từ 56 cân. Tại vì nhiều người các chị cũng gọn lắm, nhưng có những chị thì lại đậm phần trên. Cho nên chính chị nào đậm phần trên mà giữa size các chị nên đẩy size hộ em nha. Đấy ạ. Đấy, rất là xinh luôn. Đấy, cực kỳ xinh các chị này. Đấy, dáng này dễ mặc cực kỳ. Các chị mặc với quần jean, quần âu, tất cả mọi thứ cho em nha. Không cần sơ vin cho em, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ xinh và cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là đẹp, rẻ. Đấy ạ. 320 cho em áo em đang mặc thôi. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn nha. Xuất sắc luôn rồi. Một cái dáng áo mặc crop top dài chứ không phải là ngắn á. Rồi ạ, tiếp theo em nha. Lê Tuyết M4 màu đen size S ạ. Ok ạ. 320 thôi ạ. Rồi ạ, tiếp theo dùm em này. Tiếp theo dùm em, đây là mã M4 các chị nhá. Đây là mã M4 ạ. Nên chốt sale cho em nha, mã M4 rồi, nên sang cho các chị yêu M5. M5 dùm em nha. Rồi. M5 dùm em sẽ lên cho các chị yêu thêm một mã không nữa đi, xong rồi sang dòng nha các chị. Này, nắm dùm em một mã phông này, em lên cho các chị yêu một mã phông xinh này nữa. Đấy ạ, mã này thì em nghĩ là chắc chắn các chị sẽ thích, tại vì cái mã này của em nó không bị gì nhỉ, thật ra là tìm cái áo mà suông không bo giống như áo em đang mặc này, ví dụ như đây ạ. Ví dụ các chị tìm một cái áo suông không bo mà giống như em đang mặc là hiếm ạ, là ít nha các chị nhá. Đây em nên cho các chị thêm một cái mã này, xinh xuất sắc. Chị hoàn chỉnh quần màu nâu ạ. Ok ạ, chị nào lấy quần thì cứ chốt đơn quần hộ em nha. Còn bây giờ xin phép giới thiệu cho các chị yêu một cái áo này. Đây, các chị nhìn hộ em một cái áo này. Hôm trước em có lên cho các chị yêu một cái mã áo gần tương tự như thế này. Vai của nó là có vai bồng, có điểm nhấn một chút xíu đúng không các chị? Các chị có nhớ không? Cái vai bồng điểm nhấn một chút xíu. Nhưng mà sau khi em lên xong là cháy hàng, không có hàng nữa đúng không ạ? Từ hôm đấy đến giờ em cũng không về được cái nào. Em cũng không về bù được chuyến nào luôn. Đấy ạ, bởi vì nó không có hàng các chị nhá. Đấy ạ, nên là sau đấy thì em có phải về thêm một cái mã này. Bởi vì những cái dòng áo này các chị này, em rất là thích cái dòng, cái chất liệu của nó này các chị này. Co giãn này, rất là tốt, thấm hút mồ hôi nha. Đấy ạ, co giãn tốt, thấm hút mồ hôi, rất là xinh và cực kỳ tuyệt vời. Và form của nó nên cái áo này nha các chị. Đây, em sẽ dơ màu này, màu đỏ này. Màu đỏ mà mặc cái tông này thì nó không chuẩn lắm. Màu đỏ thì phải mặc với tông đen thì ok hơn. Đấy à, cho nên là rồi em sẽ mặc lại tông đen cho các chị ngắm. Đây, ví dụ như các chị có thể lấy áo này. Đây, em mặc lên đã để cho các chị nhìn được cái dáng áo một chút xíu này. Chị nào lấy quần cứ chốt đơn nhá. Chị nào lấy áo em mặc M4 thì nên đơn. Đấy à, quần của em nga là mã M1 ạ. Lấy nhanh tay nhá, xinh lắm luôn. Áo M4 thì nó lại rất là yêu rồi. Đây ạ, vì sao mà cái áo M5 này của em Nga này nhiều chị thích này? Bởi vì các chị đây ạ, các chị nhìn dùm em nha. Nó không bị dài quá. Thứ nhất này, dáng áo này không bị quá dài này. Đây các chị nhìn hộ em, co giãn này. Co giãn này hồi cực kỳ tốt này, 65 cân đổ về em chốt đơn. Và để kiếm tìm một cái chiếc áo mà gần như là các chị nhìn nhá, nó trơn, đơn giản ạ. Vai của nó này, thiết kế vai vừa. Tông màu này rất là xinh. Áo này mặc buông được. Bởi vì bình thường các chị sẽ nhìn thấy nhiều những cái dòng áo này đa số là bo gấu á, đúng không ạ? Bo gấu hoặc là nó có một cái kiểu cách gì đấy. Nhưng mà cái dáng áo kiểu như của em này là cực kỳ hiếm. Hôm trước em về rồi các chị đúng một mã đúng không? Và ở đây nó có hơi một cái bèo nhẹ ở đây để nó làm che khuyết điểm phần vai của các chị đi. Thì cái em này nó không làm cái phần bèo thì ngoại thì nó không làm phần bèo thì nó lại có cái kiểu vai, nó cảm giác các chị nhìn ở đây ạ, nó có hơi độ nhẹ nhẹ bồng bồng nhẹ xíu thôi. Tức là phải thật ra là mình nhìn kỹ, nhìn tinh mình mới nghĩ được là nhìn thấy được nó có độ bồng. Còn nếu không các chị nhìn nó đúng là kiểu đúng như kiểu như này, dáng áo rất là suông như này. Màu em đang mặc màu đỏ nha, 65 cân em chốt đơn. Em có mặc màu đỏ đô này, màu cốm này. Màu cốm này, màu trắng này. Màu đen này, ok ạ. Chuyển sang size 31 ạ. Ok ạ.
Quần này của nhà em Nga đủ size nhá, từ size 27 cho đến size 33. Em đang mặc quần là size 29 ạ. Mai hôm qua M3 size 37 ạ. Ok ạ. À. Xuất sắc luôn ạ. À. Đây ạ. À. Các chị nhìn nha, mặc áo của em Nga có 5 phiên bản màu, màu đỏ này, màu trắng, màu đen là hai màu truyền thống rồi. Nói chung là màu đỏ này, màu trắng, màu đen là cái ba cái màu truyền thống của áo á. Nói chung là không bao giờ là không có, gần như không bao giờ là không có. Mà đỏ của cái hãng này là đỏ đô, các chị nhá, dễ mặc vô cùng. Ngoài ra thì em này có thêm màu cốm này. Và màu này em gọi nó là màu xanh. Đấy ạ, màu xanh các chị nhá. Màu xanh, đây là màu cốm đi. Màu cốm hay màu kiểu xanh cốm ấy, thì em cứ gọi nó là màu cốm đi. Vì đây nó có màu xanh nữa. Có nghĩa là áo này em có 5 màu, đỏ, đen, trắng á, màu cốm và màu xanh nhá các chị nhá. Còn xanh đây là xanh gì các chị nhìn nó, em gọi nó là xanh lạ. Tại vì thật ra cái xanh này nó cũng không phải là kiểu xanh cây, không phải xanh trời, không phải là xanh kiểu cổ vịt, mà nó là kiểu xanh, nói chung là nó kiểu nó sẫm sẫm màu, nó tối tối một chút xíu, em gọi nó là xanh lạ. Đấy ạ, tùy các chị muốn sợ, các chị nhìn nó là màu xanh gì các chị ưng các chị bảo em. Đây, màu xanh của bên ngoài nó sẫm sẫm tối tối như thế này. Đấy ạ. Em có 5 màu cho các chị lựa chọn: đen, trắng, màu cốm, màu đỏ và màu xanh lạ như em đang mặc. Mức giá cho em áo này lên hộ em là M5 65 cân để đến chốt đơn. Để tìm kiếm một cái áo mà như em đang mặc quá hiếm, nói thật sự là rất hiếm. Hôm trước em về được duy nhất một mã, trong hàng bao nhiêu mã của mã áo thì có được một mã, và đây là một mã thứ hai. Quan trọng là của cái hàng mà, cái hàng hãng mà, cái hàng mà chất lượng nhé các chị ạ. Còn nếu mà tìm theo cái kiểu như thế này mà đi ra của những hàng chợ thì có mà đầy. Em, đấy là em phải nói như thế luôn. Đấy, nên chị nào muốn sở hữu áo này nên đơn hộ em áo này là M5 279.000 em chốt đơn, 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Tự co giãn đàn hồi vào cơ thể chị em mình. Quá đẹp, quá sang, không sơ vin. Cái này áo này các chị mix cho em chân váy mọi thứ, sơ vin hay bất kỳ cái gì cũng được. Đây ạ, mix quần cho em Nga này. Em mix quần suông mà các chị nhìn thấy em. Em mix quần suông nha. Chứ chưa cần phải mix với quần baggy, chưa cần phải mix quần jean. Mà em mix quần suông các chị nhìn nó này. Đấy ạ, giá áo nó lên như thế này. Nên đơn hộ em mức giá là M5 279.000. Em chốt đơn ạ. M5 là 279.000 thôi. Nên chị nào lấy M5 thì ghi hộ em là M5 nha. À, chị muốn đổi quần được không? Em Nga ơi, chị Xuyên Xuyên ơi, chị muốn đổi quần như nào? Inbox vào trong trang của em ạ. Đổi như nào chị Xuyên Xuyên nhỉ? Em chưa rõ ạ. Chị vừa lấy hay như thế nào ạ? Đấy ạ, inbox vào trong trang của em đi ạ. Đấy ạ, vào inbox em đi shop. Chị Thúy Dung Cổ ơi, hiện tại thì em đang like ấy, nên là chưa inbox được chị nhá. Chị Thanh Hoàng, quần em đang mặc có giá là 370 nhá. Quần em đang mặc có 4 màu, màu ve, màu đen, màu xanh và màu vàng bò hay là màu nâu mà em vừa mới mặc cho các chị đấy. Đấy ạ, thì các chị lấy màu gì thì báo em nha. Đây ạ, à, em có màu xanh này. Đây, em có màu vàng bò em vừa mặc này. Màu xanh này, màu xanh này và màu đen. Đấy ạ, à, em và màu kem nữa, 4 màu. Chị nào lấy quần thì ghi hộ em là quần là mã M1. Áo của em Nga đang mặc là mã M5 nha. Chị nào lấy M5 nên đơn hộ em M5. Đấy ạ, à, nên chị nào lấy thì comment hộ em ạ. À. Đấy ạ, à, chốt đơn dù em Nga. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là quần là bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi. 370.000. Áo là 279.000. Em chốt đơn ạ. Đấy, nên chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp mà em lên đơn nha. Xuất sắc đỉnh luôn cho em Nga rồi. Quá là đẹp luôn. Đấy ạ. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp ạ. Xuất sắc giùm em. Đây, quần em đang, áo em đang mặc là màu đỏ đây nhá. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn hộ em áo hoặc quần kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo mã em chốt đơn ạ. Rồi chị nào lấy cứ chốt đơn. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga, comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đấy, áo là mã M nên quần baggy ạ. Ok, chờ chút xíu. Rồi các chị thích quần baggy đúng không? Rồi em sẽ lên cho các chị yêu một mã quần baggy, quần vải baggy nhá, rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Rồi ạ, sau đó thì em sẽ lên đồ những cái đồ lẻ nhá các chị nhá. Chờ em tí xíu ạ. Đây ạ, em đang tranh thủ đây. Tại vì là nhà em Nga hôm nay không có, vừa rồi không có người chốt các chị ạ. M5 màu xanh và màu đen cho chị Hữu Tuấn Lê, ok ạ. Đấy ạ, quần có co giãn không? Có hơi giãn nhẹ nhá chị ơi. Chị Mai Hương Phạm với cái quần đũi này thì nó có hơi giãn nhẹ thôi. Đấy ạ, hơi giãn nhẹ nhưng mà mặc sướng lắm luôn. Các chị mặc này. Đấy ạ, nó hơi giãn nhẹ nhưng mà mặc lên cực kỳ sướng, nói chung là cực kỳ thích luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn. Không phải. À, rất là đẹp ở dưới nữa.
À đúng rồi, áo bra rất xinh luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em ạ. À, áo của nhà em Nga có giá 279.000 thôi. Áo 279 nhá. 279 á, áo có giá 279 á. Áo của nhà em Nga có 5 màu đây, 279 các chị chờ em một tí xíu. Đây ạ, à, áo em có 5 màu ạ. À. Màu trắng, màu đen, màu xanh, màu cố, màu nào cũng đẹp. Các chị chờ em một xíu để em lấy cái quần mẫu quần baby mà em nghĩ rất là nhiều chị thích. Đây. Màu luôn, rất là xinh luôn. À, màu cố, màu đen và màu trắng nữa. Áo này em có màu 5 màu. Đây ạ, à, các chị nhìn logo của nó đơn giản này. Màu xanh nhá, xanh này em gọi là xanh lạ. Màu dưới này là màu cốm này. Đấy ạ, à, 65 cân em chốt đơn. Màu cốm này, màu xanh lạ này, màu đỏ này, màu đen này, màu trắng này. Đấy ạ, à, một mẫu áo quá là đẹp, quá là xinh. Giá chỉ có 279.000 thôi. Chị nào lấy áo thì chốt đơn áo nhá. Chị nào lấy quần, yêu em quần là M1. Bây giờ chuyển trước sang quần mã M6 đấy ạ. Rồi ạ, à, cho chị cái đấy size S. Ok ạ. Rồi ạ, à, tiếp theo em nha. Em lên cho các chị yêu một em quần này đi. Mặc sẽ cực kỳ hết eo luôn. Đây ạ, à, các chị ngắm dùm em một em quần siêu cấp nha. Các chị nhìn bản cạp dùm em này. Nhìn dùm cạp dùm em nha. Siêu đẹp, em sẽ lên mẫu quần này. Đảm bảo là mặc nó cực kỳ gọn eo. Quần siêu cấp dùm em ạ. Chuẩn lai áo màu cố mặc. Quần này mà các chị không dinh thì em thật sự tiếc quẩn ngơ luôn. Đẹp xuất sắc các chị ạ. Em nhìn em ưng từ giây phút đầu tiên khi mà ảnh lên câu các chị ơi. Nắm dùm em nha. Đây các chị ơi, nhìn dùm em này. Cái quần này nha các chị nhá. Đằng sau nó làm túi giả này. Đấy, đằng sau thì làm hai túi giả nha các chị nha. Đằng trước này, cạp cho em này. Đấy, các chị nhìn cái bản cạp của em, nó là bản cạp to các chị nhá. Cạp của nó là cạp chun nên dễ mặc vô cùng luôn. Mặc cặp này thì các chị sẽ thấy á, mặc dáng quần của nó là dáng quần bom nha. Ở dưới đây là bom, nó có điểm xếp ly như này này. Quần này là quần siêu cấp nha. Dạ. Ok ạ, à, ok chị Hữu Tuấn Lê mã M5 đúng không ạ? Rồi ạ, à, các chị lên hộ em quần này là M6 đi ạ. À, quần này là quần siêu cấp dùm em nha nhá. Em có sẵn size S, size M, size L. Size S là size em đang mặc này. Chị nào khoảng tầm 55 cân, 55 cân mặc cho em quần này size S ạ. Từ 56 cân cho đến 60 cân mặc M. 60 đến 65 cân mặc L dùm em nha. Quần này khoảng tầm ML 65. Đấy, 65 cân nếu mà chị nào mà gọn. Tại vì nó cạp chun cho nên có thể 66 cân các chị có thể mặc được cho em nha. Thì chốt đơn quần này cho em nha là mã M6 ạ. 650.000 cho em quần siêu cấp này. Quần siêu cấp nhà em Nga có giá là 650.000. Đây là quần vải các chị nhá, chất co giãn. Chất này thì mặc nó mát, nó nhẹ, nói chung quần thật sự cái quần này các chị đã mặc những cái dòng quần này nhà em Nga thì mua 1 chỉ muốn mua 2, mua 2 chỉ muốn mua 3, mặc xong chỉ muốn mặc nữa, em nói thật sự luôn. Đấy ạ, bởi vì sao ạ? Mặc những cái dáng quần này lên ạ, nó rất là đẹp. Các chị nhìn cái bản cạp của em này. Quần em đang mặc là M6 nhá. Quần siêu cấp dùm em Nga. Giá là 650.000, đẹp, sang xịn. Dáng của nó bom cho nên là làm cho cái phần eo của chị em mình rất là gọn. Đấy ạ, cực kỳ xinh và cái phần gấp dưới quần này. Các chị nhìn dùm em Nga. Form siêu đẹp, mức giá chỉ có giá là 650.000 cho em Nga mã quần M6. Em đang mặc quần này là size S và thực sự quần này chị nào mua một cái mặc đẹp. Chỉ về sau chỉ thích mua thêm một cái nữa thôi. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn dùm em Nga. Comment hộ em đúng cú pháp là M6 kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. Siêu đẹp, em đứng gần để các chị nhìn rõ cái cảm ạ. Quần này không khóa chị ơi, quần này là của em Nga là cặp chun nhá. Quần này là cặp chun đây ạ, hai túi đằng sau là túi giả cho nên là khi mà chị em mình mặc lên này, các chị thấy không ạ? Hai túi đằng sau là túi giả nhá, cặp của nó đằng sau là cặp chun. Quần này là cặp chun cho nên là cái quần này thì em không tư vấn vòng eo đấy ạ, bởi vì là cái quần này thì cặp chun cho nên rất là thoải mái luôn, dễ mặc mà chất liệu của nó thì thôi cực kỳ sướng luôn ạ. Đấy ạ, và cái cặp quần này này nó có cái cặp vân ly này ạ, cho nên khi chị em mình mặc lên nó rất là hết eo. Eo cực kỳ nhỏ và rất là gọn. Chị nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Quần là mã M6 ạ.
Đã, quần em đang mặc là M6 chị nhá. Chị nào lấy quần M6 thì nhanh tay chốt đơn. Em đang mặc quần, quần này không có khóa, quần này không có khóa chị nhá. Đấy ạ, quần của em đang mặc là mã M6. Chị nào lấy quần nhanh tay comment của em đúng cú pháp là M6. Nó phải gọi là đẹp xuất sắc. Mức giá chỉ có giá là 650.000 cho những quần siêu cấp này thôi. Đấy ạ, nên chị nào lấy quần thì chốt đơn quần, comment của em đúng cú pháp là quần nhá. Quần áo em đang mặc có 5 phiên bản màu. Em vừa mặc màu đỏ này. Màu cốm đâu rồi nhỉ? Màu cốm vừa tay đâu nhỉ? À đây, màu cốm này, màu đỏ này, màu cốm này, em mặc sang màu cốm nhá. Màu đen này, màu trắng cho chiếc quần. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn ạ. À. Áo em đang mặc có màu đỏ này, màu đen, màu trắng, màu cốm. Đấy, em thay màu cho các chị dễ nhìn. Màu nào cũng đẹp của em ạ. Chị Nguyễn Huy lấy quần M1 màu gì ạ? Chị nào lấy áo thì nhanh tay nhá. Chị nào lấy quần thì cứ comment hộ em. Quần quá đẹp luôn. Quần này à, mặc là nghiện đấy các chị ạ. Chị Nguyễn Vui lấy quần M1 màu gì đấy ạ? Cái quần M6 này nhà em đang mặc là các chị nghiện đấy. Mặc bởi vì nó quá đẹp luôn nhá. Quần này của em nha, nó là quần siêu cấp nhá, 650. Giá năm nay tốt rất là đẹp nhưng mà chất của nó thì siêu sướng. Những chị nào mà cứ ngầu kiểu người như em đậm đậm này, xong những chị nào mà người ấy á, là thích mặc những quần này lắm. Quần M6 là quần vải, quần vải đấy chị ạ. Quần này của em là vải ạ, nhưng mà vải siêu cấp chị ạ. Quần M1 quần M1 em có 4 màu, màu kem, màu đen, màu xanh và màu nâu nhá, hay các chị gọi là vàng bò. M1 em có 4 màu. Xanh này, có xanh này, có đen này, có kem và có cái màu vàng bò này, hay các chị gọi đó là màu nâu này. Đây là quần M1 nhá, cái quần tay em cầm là M1, còn quần em đang mặc là M6. Quần M6 là siêu cấp ạ, 650.000. Đấy, chị nào lấy quần nào thì các chị chốt đơn quần đấy. Quần áo em đang mặc là mã M5 màu cốm ạ. Em có đen, trắng, cốm và xanh nữa. Hỏi quần đang mặc là 1m50 47 cân có vừa không? Chị bảo mặc cái 1m50 47 cân thì mặc cho em mặc được thôi. Mặc được ạ. Nói chung là mặc nó cái phần eo thì em nghĩ là ok, trừ khi là kiểu chị có mặc kiểu bomber bao giờ không? Tức là chị có thể mặc theo cái kiểu dáng kiểu bomber hay là kiểu thụng nhiều không ấy? Là bao giờ không? Bởi vì dáng này của em Nga nó là dáng kiểu bomber ấy. Đấy, cái nó có cặp ly cho nên là nếu ai mặc được kiểu bomber là mặc hẳn được thụng, hẳn bomber được. Đấy, đấy thì kiểu thụng thụng nhiều ấy. Đấy, thì chị mặc được cho em Nga. Đấy, là chị mặc được. Đấy, nếu mà chị mặc được nhá, vì 47 cân. Vì 47 cân, đấy ạ. Nên chị nào lấy thì các chị chốt đơn hộ em, quần này siêu đẹp đấy. Các chị cứ ngắm quần đi. Bởi vì em đảm bảo những chị, các chị đã mặc quần này xong là nghiện. Đi ra lên dáng á, eo nó rất là gọn. Eo nó cảm giác nó nhỏ và cảm giác khi mà người mình mặc lên ấy, nó rất là đẹp luôn đấy. Quần này các chị nhìn này, cái phần quần này đúng không ạ? Cái phần bên này nó đánh hông cho chị em mình này, đúng không ạ? Nó đánh hông ở hai bên và nó làm eo đẩy vào eo ở bên trong đấy. Cho nên là khi mà mình mặc cái quần lên nó rất là gọn và nó rất là hách, và nhằm cho mình chị em mình mặc lên nó rất là thích. Và khi các chị mặc cái chất liệu này rồi ấy, là mặc lên cực kỳ mê. Nói chung là càng mặc càng mê. Mua một, em đảm bảo các chị nào mua một sẽ muốn mua hai rồi ạ. Đấy, em giới thiệu sơ sơ vậy nhá. Bây giờ em bắt đầu em sang mã khác. Bây giờ em vào hàng lẻ nha các chị nha. Em nói luôn là cái này của em Nga, em bắt đầu em vào hàng này là hàng lẻ ạ. Và đây này, em vừa bóc ra em còn cái gì, em về được cái gì nó lẻ nó sai như thế nào thì em sẽ chốt như thế các chị nha. Đấy ạ, lên hộ em bắt đầu hàng sale. Đã. Rồi ạ. Chị lấy vui lấy M1 màu gì ạ? Chị nào lấy M1 màu gì thì cứ chốt đơn nha. Nên mã này trước đi, mã nào có nhiều nhiều trước, trước lên trước mà. Nên hố nha. Rồi, đừng đây. Rồi, em lên mã này. Mã này có được bằng này cái à? Mã này có bằng này cái thôi à? Hay nhiều hơn? Mã này, à còn kia nữa kìa. Nhiều rồi, đúng rồi. Nên cái mã được nhiều cho các chị này, đúng rồi. Này, lên cọc luôn này. Đây ạ, mã này em được tất cả bằng này cái, bằng này cọc. Rồi. Các chị nha, size màu bây giờ từ từ chờ em chút xíu. Để em ấy ra đã. Chị nào muốn sở hữu nha thì các chị đừng bỏ qua vì nó quá đẹp và chị quá rẻ. Bên ra M1 size 32 màu đen ạ. Ok ạ. Em có này, màu đỏ này. Chờ em chút xíu vì em cũng chưa kịp phân đâu, em vừa mới bóc tách luôn đấy ạ. Nâu này. Nâu có M, có L, nâu này. Cái mã này rất đẹp, nâu có cả XL nữa này. Nâu có M, L, XL, ok. Nâu có M, L, XL nhưng mà M thì rất ít. Rồi, nâu đây. Nâu chủ yếu XL nhiều. Xanh.
lâu luôn đi. Em không biết em mặc lâu luôn chứ gì ạ. Rồi ạ, à, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Chị nào lấy quần thì em đang mặc là M6 thì cứ chốt đơn. Em đảm bảo quần này quá đẹp. Mặc là nghiện đấy ạ. Các chị không lấy là sau này hết là các chị phải chờ đấy các chị ạ. Đấy ạ, cực kỳ xinh luôn. Đấy ạ, nhiều khi em mix màu lên nhá. Mix lên đồ rất là xinh. Nên đồ em nha, cái quần này là quần bộ này này. Bộ lỡ nhá các chị. Bộ này là bộ lỡ dùm em. Đây, áo này, xinh không các chị. Các chị nắm được em nha. Nguyễn Giang 1m60-66 cân chị thích mặc thoải mái. Chị Nguyễn Giang 66 cân nhưng chị thích mặc thoải mái đúng không chị Nguyễn Giang? 66 cân thì... Cao 1m60 là 66 cân. Sao mà cốt cũng 1m74 cân, 32 là 79 cân. 33 mới là 79 chứ. 31 là 69. 32 là 79. Chị mặc đầy size lên nhé, chắc người trên chị đậm mà. Đây ạ, đây các chị nhá, lên đồ em mã bộ này. Em dơ nha các chị nha, em có màu nâu này, em đọc luôn này, nâu có MLXL này. Xanh này. Xanh em có, xanh có cả 2XL, em có cả XL, 2XL. M, em có M. Có L. Xanh em có ML, có ít thôi ạ. Xanh có ML, XL, 2XL. Màu đỏ có 1M. Nói chung là màu đỏ không chốt, màu đỏ với màu xanh than có mỗi cái có 1 thôi. Em dơ 3 màu này trước. Em dơ 3 màu này. Vì nó có, nó còn có màu, có size. Rồi ạ, à, màu tay em đang mặc là màu nâu. À, tay em cầm vào màu nâu. Màu xanh em có ML, XL, 2XL. Màu màu này em gọi đó là màu ghi nha các chị nha. Có 3 màu, màu ghi. Chị nào lấy này, nhanh tay hộ em có đủ size ML, XL, 2XL. 69-70 cân đổ với em chốt đơn, dáng quần lỡ nha. Siêu đẹp, chị nào lấy nhanh tay đừng bỏ qua nha. Cho em nút chia sẻ với các chị. Bộ này các chị mà không mua bởi vì mẫu này nó quá đẹp luôn. Em nói thật sự mà nó phải gọi là quá đẹp, quá rẻ ạ. Các chị nghe nhận là không mấy nữa các chị mua những cái đồ này là không bao giờ có đâu. Chị nào mua được, các chị là được nhá, là em xin chúc mừng các chị yêu. 290.000 em chốt đơn. Nên hộ em, mã hộ em là M7 ạ. Chuẩn hàng cao cấp nha, lưu ý hộ em 290.000. Dáng quần hộ em, dáng quần lỡ các chị nha. Mẫu này thì nó là siêu đẹp rồi, bởi vì em nói thật sự các chị yêu, các chị biết tính em rồi. Không đẹp không bao giờ, đấy ạ, không đẹp không bao giờ em cho về, đấy ạ. Mà đã về là chắc chắn đẹp, mà đã lên sale đảm bảo với các chị yêu là chỉ có nghiền, mà chị nào mà không dinh được. Khi mà nó có size như thế này thì các chị rồi hết là cực kỳ tiếc luôn. Nên chị nào lấy nhá, chốt đơn rồi em nha, hôm nay em gọi là quà tặng cho các chị ạ. Đấy ạ, nên chị nào lấy chốt đơn 290.000 cho em nha. Màu xanh em có đủ size ML, XL, 2XL. Màu nâu em có ML, XL. Màu ghi em có M và L. Đấy ạ, size M 55 dưới 55 cân đổ về. Size L, size M các chị cứ chốt khoảng tầm 54 cân đổ về đi. 55 cân cho đến 59 cân mắc L đi. 60 cân đến 65 cân mặc, à 65 cân đến 64 cân mặc XL đi ạ. 65 cân cho đến 69 cân. Đấy ạ, dưới 70 cân mặc cho em bộ này 2XL. 2XL chỉ có duy nhất màu cải xanh thôi. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Áo màu ghi, mặc quần màu ghi. Áo màu ghi này thì đây em dơ này, áo màu ghi, quần màu ghi, dáng quần ngố nhá các chị nhá. 290 đấy ạ, dáng quần ngố luôn này. Áo màu ghi, quần màu ghi. Áo màu đen. Đấy ạ, áo màu đen, kẻ xanh, quần màu đen, lé xanh. Rồi, nó đẹp ngất ngây. Chị nào mà mua về hôm nay nhớ là quà nha các chị nhá, lưu ý dùm em. Đấy ạ, màu xanh. Đấy ạ, mặc màu xanh xuất sắc luôn. Và màu nâu, mặc màu nâu. Rồi em bắt đầu chốt đi em ơi, 290 thôi. Chị đi quá xỉu M7XL nâu ạ. Ok, các chị lấy hai cái mà thay đổi. Các chị cho rõ size. Cho em rõ size nha. Đây ạ, các chị nhìn rõ nha. Các chị nhìn rõ hàng Quảng Châu cao cấp luôn cho em nha. Và chị các chị mà ưng lấy một hai cái, hai màu là thay đổi ạ. 290.000 em bắt đầu em chốt đơn ạ. Bà nội tôm M7 màu xanh 65 cân ạ. 65 cân, bà nội tôm 65 cân cao bao nhiêu? 65 cân, chị bà nội tôm ơi 65 cân chị cao bao nhiêu? Chị đang đúng giữa size XL và 2XL rồi ạ. Bình thường là chị đang mặc XL và hay là 2XL ạ. Nên là cho em thêm đi ạ. Chị Nhật Phạm ghi là áo đang mặc màu đen, nghĩa là chị lấy hay là không lấy thì rõ giúp em với ạ. Áo em đang mặc là mã M5 nhá, chị nào lấy M5 hoặc quần M6 thì nhanh tay chốt đơn. Còn chị nào lấy bộ nhanh tay chốt đơn ạ. Số lượng em về ở đây không có nhiều đâu. Nên chị nào lấy thì nhanh tay lên đơn dùm em nha. Đấy ạ, để em mặc nhanh cho các chị. Đấy ạ, comment hộ em nha.
chị nào lấy bộ em đang mặc thì cứ chốt đơn, chị bàn lội tôm cho em rõ. Chị đang bình thường chị đang mặc XL hay 2XL thì cho em rõ đi ạ. Chị khách mới đi ạ. Chị khách mới thì cho em xem chiều cao cân nặng nữa nhá. Đấy ạ, mới có cân nặng chưa có chiều cao. Em mặc luôn XL ạ. Chị lấy XL đúng không? Ok, XL xanh ạ. XL xanh em chốt đơn này, đẹp xuất sắc luôn. Em mặc luôn ạ. Các chị mà không dinh em nói thật sự hết là tiếc gần đâu nha. Bắt đầu em mặc vào nhé các chị. Không đẹp. Chị Thanh Lê Mai M5 màu đỏ và xanh lam. Đây. cân mặc cho em 2XL. Đấy ạ. Chị nào lấy chốt đơn nha. M5 màu đen ạ. M5 màu đen ok ạ. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. Bộ này không. Đây ạ, em mặc rồi mà các chị. Bộ này các chị không chốt nhanh là bộ không này sai. Là mã M7 thì nó. Bộ này em đang mặc là mã M7 ạ. 290.000 nha các chị nha. Các chị nghe không nhầm đâu. Riêng những cái dòng này ạ, em khẳng định với các chị yêu 290.000. Chị nào, đây là giá sale quà tặng cho các chị nhân ngày 8 tháng 3. Đấy ạ, nếu mà chị nào mà bỏ lỡ ạ, hết size số hết quyết, em cũng biết, em chỉ có bằng này bộ thôi. Đấy, em chỉ có tất cả tổng cộng ở đây khoảng tầm mẫu riêng mẫu này. Đấy, em vừa bóc bao các chị ạ, riêng mẫu này có khoảng tầm 2, 4, 6, 8, 9, 10. Chắc khoảng tầm 20 bộ, hơn 20 bộ gì đấy. 20 bộ, hơn 20 bộ thôi các chị nhá, nên chị nào lấy chút đơn. Quang Sơn chốt áo M5 màu xanh, đúng áo M5 không có size đâu ạ. Áo M5 là một size các chị nhá. Áo M5 của em Nga là một size. Chị nào lấy thì ghi hộ em đi ạ. Nâu đây ạ. Nâu đây ạ. Nâu em bắt đầu này. Em có size M. Bộ này là M7. Bộ này là M7 các chị ơi, các chị cẩn thận nhầm các chị ơi. Bộ này là M7 ạ. Chị thị hiện M7 màu nâu ạ. Ok, nâu em có một bộ size 2XL. Chị nào lấy này. Nâu có một bộ 2XL các chị ạ. Hiện tại màu nâu này, màu nâu nhá, em đọc số lượng nha các chị nha. Màu nâu đây, em chốt màu nâu trước này. Chị Điệp là bao nhiêu cân? 50 cân ạ. 50 cân size M. 50 cân size M, hết size M luôn. Bây giờ chỉ còn L, XL và một bộ size 2XL. Chị sang M131 màu đen ạ. Chị Dương Bùi lấy M7 màu gì, size gì ghi rõ. Cho em có màu size đi các chị ơi. Màu nâu bây giờ chỉ còn L, XL và 2XL. Size M hết sạch. Đấy, size M như em đang mặc là hết nha. Size M không có nhiều đâu, size M có màu ghi có thôi. Thanh Đen Mai M7 màu đen và nâu ạ. Màu đen và nâu, M7 sao lại có đen và nâu là cái gì nhỉ? Là màu, xanh đúng không? M7 đen nâu, màu đen nâu đúng không? Đen nâu. Chị Thanh Đen Mai size L đúng không? 58 cân đúng không nhỉ? Vâng. 58 cân size L. 1m66 58 cân. Cân Thanh Đen Mai size L ok. Như Thị Xỉu nào vừa nãy chốt rồi ạ. Chị Như Thị Xỉu cân em chốt XL rồi ạ. XL đâu rồi ạ? Bây giờ còn một bộ size L. Một bộ size L, 4 bộ size XL và một bộ size 2XL trong màu nâu. Chị nào lấy thì nhanh tay nha, bắt đầu em sang màu khác chị luôn nè. Chị Thanh Niên Mai này chọn size cho chị XL nào. Chị chọn size XL tức là chị muốn mặc thoải mái hơn đúng không chị Thanh Niên Mai? Tức là bộ này chị thích mặc thoải mái hơn đúng không ạ? Tại vì em nói luôn là hàng này là hàng em sale nên em không có size để đổi nếu hết hàng nha chị nha. Nên là em chọn cho chị là size L nhưng mà nếu chị thích mặc thoải mái em lấy cho chị XL ok ạ. Quá đẹp luôn, đây ạ, đổi cho chị Thanh Niên Mai size XL. Rồi ạ, đổi cho chị Thanh Lê Mai sẽ XL. Chị Hương Xỉu là chưa dán hay sao nhỉ? Dán rồi em. Ờ, dưới gì ạ? Dưới. Bỏ cái dưới XL cái này cho chị Hương Xỉu đấy. Nhưng mà chưa thấy có đây. Nhưng mà chưa thấy có ấy. À ok ok. Rồi ạ. Các chị ơi, cho hộ em nhé, M7 cho em màu đi ạ. Chị Thoang Sơn M7 size L màu xanh ạ. Size L màu xanh này ok ạ. Các chị lấy cho em màu size nha. Size L màu xanh cho chị. Rồi ạ, một bộ size L màu xanh này. Chị Trang Nguyên M5 là áo màu đen ạ. Ok, chị Trang Nguyên áo M5 màu đen. Chị là lấy nhanh tay 290.000. Không lấy cái này thì các chị mua cái gì. Em nói thật sự luôn, quà tặng đấy ạ. Nhanh tay chốt đơn ạ. Hàng xịn nhá, nhận hàng kiểm tra hàng dùm em nha. Chị Nước Bùi M7 size L lấy màu gì đấy chị ơi? Chị Nước Bùi ơi, chị lấy màu gì ạ? Cho em màu đi ạ. Ok, chị Thanh Lê Mai size XL ok ạ. Chị Hương Bùi ơi, chị lấy màu gì ạ? Chị lấy màu xanh này, màu ghi này, em có xanh này, có ghi này và có màu em đang mặc là màu nâu nhá, chị lấy màu gì? 290.000 thôi. Chị nào lấy nhanh tay ạ, 290. Đây.
Đây ạ, em có này, màu em đang mặc nhá, size L. Màu nâu em đang mặc hiện tại em còn 1L thôi, và size XL và một bộ size 2XL. Còn màu xanh này thì em có này, size M này, size L này, size XL và size 2XL. Màu ghi này thì em chỉ có ML thôi, ghi chỉ có ML nhá. Mức giá cho em Nga là 290.000 một bộ. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Nên lấy cả hai bộ ạ. Đã, nên lấy cả hai bộ nhá, hai màu các chị ạ. Các chị về mặc đẹp cực kỳ luôn. Cái kiểu này, mã này của em Nga là M7 các chị nhá. Tại vì các chị nhìn cho em Nga cái thiết kế này. Thiết kế của nó là cái thiết kế mà các chị mặc lên ạ. Nó không bao giờ nó bị nối mốt, nó rất là trẻ nhá. Đây ạ, các chị nhìn dùm em ạ, mặc lên này, rất là gọn dáng luôn. Đấy ạ, và đây các chị nhìn trong màu dùm em, nó rất là trẻ và cực kỳ xinh, cách phối của nó quá đẹp. Nói chung bộ này không có điểm gì trên mà giá hôm nay là 290. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Bây giờ sẽ mặc sang màu xanh nha. Chị Bùi Hương M7 size XL xanh ạ. Ok, XL xanh cho chị Bùi Hương này. Chị nào lấy thì nhanh tay ạ, số lượng còn ít ạ. Chị xanh Lương. Hiện tại là em chỉ còn chị Lương Bùi mà M7L xanh ạ. Ok, L xanh cho chị Lương Bùi, vậy là L xanh hết, L xanh luôn này. Chị Phương Thảo Lương M7 màu ghi xanh gì ạ? Màu xanh bây giờ em hết xanh size L nhá. Bây giờ xanh em còn một bộ size M, hai bộ size XL và một bộ size 2XL thôi. Màu xanh em còn 4 bộ thôi ạ. Em có 1M, hai bộ size XL và một bộ size 2XL nhá. Đấy ạ, chị Thanh Lê Mai thêm một bộ size XL xanh nữa này. Ok ạ. Ghép cho chị Thanh Lê Mai một bộ XL xanh nữa này. Vậy là xanh bây giờ em còn 1M, 1XL và một bộ size 2XL. Chị nào lấy lâu thì nhanh tay đi ạ. Chị Phương Thảo Lương lấy màu ghi size gì đấy ạ? Chị Phương Thảo Lương lấy màu ghi có chiều cao cân nặng của chị Phương Thảo Lương không? Đấy ạ. Các chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Đây, Nguyễn Hằng cho chị M7 size M nâu pha đen còn màu nâu size đen, màu nâu pha đen size M à? Hết rồi. Hết rồi. Nâu pha đen size M em hết rồi ạ. À. Bây giờ em chỉ còn màu xanh, có một bộ màu xanh size M này. Màu ghi có ML. Chị Phương Thảo Lương 1m65 cân. Chị Phương Thẳng Lương 1m65 nặng 65 cân đó. Thế thì không có sai ạ, à. Màu ghi chỉ có M và L thôi ạ. À. Màu ghi em chỉ có M và L thôi chị ơi, không có sai của chị. Đấy ạ, à, ở đây em có một bộ màu xanh than và một bộ màu đỏ size M nữa. Chị nào lấy size M thì màu xanh than hoặc màu đỏ size M nữa thì chốt đơn hộ em. Mức giá hôm nay là 290.000, quá đẹp và quá rẻ. Xanh em còn 1M, một bộ size XL và một bộ size 2XL. Nâu thì em còn một bộ size L, mấy ba bộ size XL và một bộ size 2XL nâu nữa nha các chị. Đây ạ, xanh than này. Xanh than có một bộ size M và một bộ màu đỏ size M nữa thôi ạ. Mức giá hôm nay 290.000, chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em. Dáng quần nha các chị nhá, quần không bo gấu, kiểu dáng rất là đẹp và cực kỳ xinh. Chất của nó là cốt tông lạnh, mặc cực kỳ mát và quá là đẹp luôn. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn ạ. Đấy ạ, chị lấy M5 màu đỏ thôi, không lấy màu xanh lam nữa, sợ tối. Ok, chị Thanh Lê Mai, chị Thanh Lê Mai chuyển sang M5 màu đỏ, ok ạ. Đấy ạ, chị nào lấy thì nhanh tay nha. Rồi, xuất sắc luôn ạ, màu xanh M đấy ạ. Chị nào mà người, chị nào xanh M cho chị nào khoảng tầm từ... Chị Phương Thảo Lương này bảo trước cho chị xanh M. Chị Phương Thảo Lương á, 65 cân không vừa, chị Phương Thảo Lương ơi, chị ra mua hộ ai ạ? Chị Huyền Hoàng màu nâu xanh 2XL này. Chị Huyền Hoàng màu nâu size 2XL này. Chị Huyền Hoàng có một bộ màu nâu size 2XL và một bộ màu xanh size 2XL. Em nghĩ chị Huyền Hoàng nên lấy luôn đi, có 290.000. Chị Huyền Hoàng lấy luôn hai bộ, em nói thật sự nó rẻ. Ok, chị Huyền Hoàng em chốt đơn này. Đấy, ok chị Huyền Hoàng em chốt đơn. Màu nâu cái đã có một có chị Thanh Lê Mai đổi sang size L nên còn sót một bộ size L màu nâu nữa. Đấy, màu nâu bây giờ em hết 2XL nhá. Màu nâu bây giờ em chỉ còn size L và size XL. Lâu em cỡ còn XL này và size 2XL, à size L và size XL. Nâu chỉ còn L và XL cho chị nào khoảng tầm từ 55 cân. Chị nào từ 55 cân cho đến khoảng tầm 63, 64 cân mặc cho em bộ này size L hoặc XL. Chị nào mà khoảng tầm 54 cân đổ về mặc cho em bộ này màu xanh. Màu xanh em có M, màu xanh than em có M, màu ghi. Đây, bây giờ mặc sang màu xanh, xanh còn mỗi 3 bộ. Nâu bây giờ em chỉ còn L và XL nha. Bây giờ em mặc sang màu xanh 290.000. Em mặc sang xanh này, xanh còn có mỗi 3 bộ thôi. Xanh còn một bộ size M, một bộ size XL và một bộ size 2XL. Là hết xanh ạ. Chị Năn đây quần rộng gì thì cứ inbox vào Messenger giúp em về ạ.
gọn, vừa xinh. Em mặc size M hơi ôm cả một chút xíu. Đây là size M này. Size M của khách nào gần đại chốt đấy. Đây ạ, à, màu xanh đây ạ. À. Xanh em có 1M này. 1M, 1XL và một bộ size 2XL ạ. À. Chị Lê Thị Sử, chị Lê Thị Sáu màu xanh size L, em hết mất một size L rồi. Bây giờ em chỉ có nâu L và ghi L thôi. Em chỉ có nâu size L và màu ghi size L thôi ạ. À. Đây ạ. À. Chỉ có nâu L và ghi L nhá. Mức giá là 290.000 hàng Quảng Châu, cao cấp, chất liệu cốt tông lạnh cực kỳ đẹp. Rất là sang, đẹp, mát, mịn. Đấy ạ. À. Cực kỳ tuyệt vời. Mẫu này không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn rồi. Mặc lên ạ, à, dấu dáng các chị nha, hách dáng thấy ạ. À. Hách dáng, dấu dáng vô cùng cực kỳ đẹp. Đấy ạ, à. Lên chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga. Đấy ạ, à. Chị Lê Thị Xỉu ơi, em chỉ còn chị Lê Thị Sáu ơi, em chỉ còn có màu màu nâu ạ. À. Cái tức là cái viền nâu này. Em gọi cái này là viền nâu, viền xanh nhá. Đấy ạ, à. Thì có nhá, chị tung lên một xanh XL là hết kích xanh XL này. Ok, chị Dung Lê một xanh XL này. Chị nào khoảng tầm từ 59 cân trở lên cho đến tầm 63-64 cân là mặc XL ok rồi ạ. Vậy là màu xanh em còn duy nhất một bộ size M và một bộ size 2XL thôi nha các chị. Đấy ạ. Màu xanh em đang mặc, em còn duy nhất một bộ size M em đang mặc cho chị nào khoảng 54 cân đổ về mặc cho em vừa. Chị nào khoảng tầm 65 cân cho đến 68-69 cân mặc cho em bộ này size 2XL. Màu xanh em còn duy nhất hai bộ. Đấy ạ. Màu nâu em còn size L và size XL. Đấy ạ. Còn bây giờ là em lên màu ghi nhá, ghi em mặc L đi cho nó thoải mái này. Đây em đang mặc M đấy, em mặc M là hơi ôm một chút xíu. Đây là em đang mặc M nhá các chị nhá. À, màu xanh size XL 62 ký vừa không vừa luôn chị Đại Nhã ơi, nhưng em hết mất rồi. Chị lấy mấy thứ nữa nhắn riêng cho bạn. Nam rất ý gửi luôn cho chị mấy mẫu chị đặt tối nay nữa nhé. Ok chị Thanh lên mai. Ok ạ. Em cảm tạ ơn chị yêu rồi ạ. Chị Tạ Nhã ơi, chị mặc XL là vừa ạ. Nhưng mà XL bây giờ em chỉ còn màu nâu thôi ạ. Chị Lê Thị Sáu lấy xong nâu XL size L ạ. Nâu XL size L, chị nào lấy nhanh thì còn. Em nói thật sự mẫu này quá đẹp. Các chị về, sau đấy các chị muốn mua thêm không có đâu. Ok ạ. XL đấy của chị gì đấy? Đấy ạ, XL này. Rồi. Ok ạ. Rồi ạ. Màu nâu em còn size L, size XL. Chị Tạ Nhã lấy màu nâu size XL đi thì còn. Hiện tại bây giờ màu xanh em chỉ còn duy nhất một bộ size M, một bộ size 2XL thôi. Còn bây giờ chỉ có màu nâu là em còn một bộ size L và size XL là em còn màu nâu. Bây giờ em sang màu ghi nhá, ghi thì em chỉ còn M và L. Mức giá cho em Nga là 290.000 ngày hôm nay. Chất liệu cốt tông lạnh, mịn, mát, co giãn, siêu sướng luôn, form siêu đẹp. Màu lên thì cực kỳ xinh, em mặc màu ghi nhá, ghi cũng xinh, màu nào cũng xinh. Riêng mẫu này thì cả 5 màu đều xinh. Đấy, màu xanh than thì em còn duy nhất size M, chị nào lấy chút đơn 290.000 thôi. Đẹp lắm luôn, màu nâu cho chị Lê Thị Sáu rồi ạ. À. Bây giờ xin phép được mặc sang màu ghi này. Ghi em có M và L nhá, xanh thì em còn 1M và một bộ size 2XL thôi ạ. À. Là hết ạ. À. Các chị mà không mua thì tiếc ngẩn ngơ. Nâu XL ạ. Nâu XL ạ, đẹp lắm luôn chị ạ, màu gì cũng đẹp cơ. Một chị Tạ Nhã màu nâu này, size XL này. Ok chị Tạ Nhã màu nâu size XL em chốt đơn. Đây ạ. À. Màu ghi các chị nhá, màu ghi em đang mặc L này, vừa xong em mặc M đấy. Em mặc M thì hơi ôm, em mặc L thì hơi thoải mái một tí xíu này. Đấy ạ, à, nói chung là mặc gì cũng được. Đấy ạ, à. Xinh lắm, màu ghi này. Các chị thấy màu ghi nó nhã nhặn đúng không ạ? Cái kiểu ghi nó lại phối kiểu tông hồng nhạt nhạt, mềm, nhẹ, rất là xinh. Đấy, màu ghi thì em chỉ có ML cho chị nào 58-59 cân đổ về thôi. Chị nào 45 cân ạ. Chị nào từ 45 cân cho đến 58-59 cân hoàn toàn các chị mặc được bộ này cho em Nga nhá. Bộ này form nó rất là gọn. Cho nên chị nào từ 45 cân cho đến 58-59 cân là các chị mặc được ạ. Chị nào 45 cân cho đến dưới 54 cân là mặc được M cho em Nga. Chị nào từ trên 54 cân cho đến 58-59 cân là mặc L dùm em Nga. Mức giá cho em Nga 290.000. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh ạ. À. Đấy ạ. Size to thì bây giờ em còn duy nhất màu xanh cây là em còn một bộ size 2XL. Màu nâu bây giờ em cũng còn một L và hai bộ size XL. Còn lại bây giờ em chỉ có M và L cho màu ghi. Đấy ạ. Và màu xanh than có một bộ size M, màu đỏ có một bộ size M thôi là em hết rồi. Đấy ạ. Cho mã M này là M bao nhiêu nhỉ?
M7 các chị nhá. M7 ạ. Đấy ạ, M7 mức giá cho em Nga là 290.000 em chốt đơn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đẹp sang xịn. Mùa hè các chị mặc cho em những cái bộ này vừa đẹp vừa rẻ vừa chị... xinh. Đấy ạ. Chị Phan Sơn thêm một bộ màu ghi size L ạ. Ok ạ. Bộ ghi size L cho chị gì ạ? Phan Sơn này. Rồi ạ. Ok ạ. Màu ghi xinh quá. Màu ghi nó nhẹ nhàng các chị ạ. Màu ghi chắc chắn trang tủ rồi nào các chị chưa có đâu. Chị màu ghi 58 cân. Ok size L ạ. Đảm bảo cái này các chị chưa có trong tủ quần áo màu ghi trong tủ quá hiếm luôn. Mặc nó lạ các chị ạ. Nó nhẹ nhàng, nó lềnh da, nó rất là xinh. Logo ở đây thêu nổi dùm em nha. Logo ở đây là thêu nổi dùm em nha. Đây màu ghi này, xinh vô cùng mà nó lại kiểu phối hồng nhẹ nhàng. Rất là xinh luôn. Ghi em có M và L nên chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Đã comment hộ em màu ghi size L. Em còn 3 M 3 L cho màu ghi nữa thôi. Màu đỏ em có 1 M, màu xanh lan có 1 M. Xem màu cam. Không có màu cam ạ, đây là màu đỏ ạ. Không có màu cam ạ, đây là màu đỏ nhá chị nhá. Màu đỏ em chỉ có duy nhất một bộ size M cho chị là 4 5 cân cho đến 5 dưới 54 cân thì mặc được cho em nha. Quần thì màu đen, áo thì màu đỏ ạ. Đây. Cái này là đỏ chứ không phải cam nha các chị. Đây ạ. Áo này là màu đỏ này. Đấy ạ. Duy nhất một bộ màu đỏ size M cho chị nào từ 45 cân cho đến khoảng tầm 54 cân là các chị mặc đẹp cho em size M. Chị nào mà từ 45 cân cho đến dưới 54 cân mặc được đẹp cho em nha. Một bộ màu xanh than size M đấy ạ. Màu đỏ em có 1 M. Xanh than bây giờ em còn 1 M. Màu xanh cây thì em còn 1 M và một bộ size 2 XL. Màu nâu thì em còn một bộ size L. Màu nâu ạ, còn một bộ size L và hai bộ size XL nữa thôi. Còn màu ghi em đang mặc em chỉ có M và L. Đấy là hết nha các chị nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay em chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp là M 7 ạ, kèm theo size, kèm theo số điện thoại và kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Thì là Võ Thị Nhung M 7 L ghi ạ. Ok ạ, L ghi cho chị Võ Thị Nhung này. L ghi đúng không? L ghi cho chị Võ Thị Nhung. Ok ạ. 290.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Em ơi, cái váy von em đang ảnh chị cao 1m50 mặc được không? Cái đấy nếu mà các chị ơi, cái váy đấy hoàn toàn các chị có thể cắt ngắn đi được một chút xíu mà. Cái váy đấy hoàn toàn cắt được chị nhá. Chị may nghĩ nhá. Cao 1m5 em Nga chỉ cao có 1m54 thôi. Cái váy đấy em chỉ cao có 1m54 thôi nên nếu như chị cao 1m50 chị hoàn toàn có thể cắt ngắn đi được cho em Nga. Còn nếu mà chị nào mà cao thấp ý mà các chị muốn mặc kiểu đẹp đẹp ý, các chị có thể lấy cái váy thể thao ấy, cái dòng mà thiết kế đặc riêng của nhà DBA. Em nói thật sự năm nay nó ra được cái dòng thiết kế đấy em thấy quá mê, dành cho những chị nào mà cao thì hay mặc những cái đồ thể thao của Dad hay là gì đấy thì không nói rồi, mặc hàng ngắn bởi vì cái chân váy đấy của em nó không quá ngắn đâu, em đo chiều dài nó là rơi vào tầm 47-48 xăng là không bị ngắn rồi đấy ạ. Và những chị nào mà thể thao rất thấp sẽ mặc những cái đấy á, nó sẽ rất là hách giá. Nó sẽ rất là hách giá và cực kỳ dài nha các chị nhá, sẽ cực kỳ cao. Đấy, cho nên là chị nào mà lấy thì các chị cứ chốt đơn cho em cái vào trong trang các chị xem được những cái mẫu đấy cho em nha. Màu xanh than còn được không? Màu xanh than ạ. À. Xanh than chỉ có M thôi ạ. À. Màu xanh than chỉ có M. Đỏ có M, xanh than có M. Đấy ạ. À. L bây giờ chị Nhưng Bùi ấy, L bây giờ em chỉ có màu em đang mặc là có size L và màu này có size L là hết ạ. À. Màu em đang cầm tay cũng có mỗi một bộ size L thôi. Màu nâu có một bộ size L, tức là đen pha nâu. Màu đen phối kẻ nâu này em có một bộ size L và hai bộ size XL là hết. Màu em đang mặc là màu ghi, em có size M và size L. Màu xanh than chỉ có M, màu đỏ chỉ có M. Đấy ạ, mức giá hôm nay là 290.000. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đẹp sang xịn chất ngất luôn rồi. Ôi giời sao em bây giờ chị mới nhìn máy của chị tại sao nó ấy M thế. Các chị xem mờ thế, ôi dồi ôi, trộm vía. Sao máy này của chị nhìn thấy nó nét mà sao máy trong đây thì nó mờ thế. 290.000 thôi chị Mai Nghĩ ơi. À, cái váy đấy của em Nga là 850 chị Mai Nghĩ nhá. Cái váy mà chị đang hỏi em, cái váy đang hành chấm bi là 850.000. Bộ em đang mặc có giá là 290.000. Trời ơi, ôi dồi nó mờ thế, làm sao, bảo sao các chị chẳng nhìn được cái dáng bộ này. Bởi vì các chị phải nhìn nó sắc lét thì các chị mới thấy được cái bộ này, cái cách phối của nó đẹp. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn 290.000. Đấy, những cái mẫu này á, nó không bao giờ bị kiểu bị lỗi mốt đâu. Những cái kiểu bộ này của em Nga thì không bao giờ sợ lỗi mốt luôn. Nó rất là đẹp ạ, mặc lên nó rất là xinh. Đấy, làm nào được nhỉ? Nó hơi bị mờ tí, các chị chịu khó vậy. Đây. Logo theo nổi của em nha. Chất liệu cốt tông lạnh cực kỳ sang xinh. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em, mức giá cho em Nga là 290.000. Rồi em mặc màu
em mặc màu ghi nha các chị nha, em mặc màu ghi là màu cuối, tại vì màu xanh than và màu đỏ em không mặc nữa, bởi vì nó chỉ có mỗi cái có một bộ thôi đấy ạ, cho nên chị nào lấy thì các chị chốt đơn. Còn màu ghi và mỗi màu kia em cũng chỉ còn mỗi cái em chỉ còn một hai bộ thôi ạ. Đấy ạ, mỗi mẫu em chỉ còn một hoặc hai ba bộ thôi, cho nên các chị nào xem lại ai các chị có thể chốt đơn, em chỉ còn nẻ size này số này màu như vậy. Bây giờ xin phép được qua mã tiếp theo nha, lên cho các chị yêu một mã nữa, các chị lên cho các chị một mã gì nhỉ? Các chị đây dài, hôm nay có mấy chị cứ hỏi em cái mã này, em còn cái mã này bao nhiêu bộ em phải nốt luôn này. Ôi cái này ạ, nhưng mà chỉ còn duy nhất một size đấy chị nha. Đây, đây em xem nó là size gì, em nhìn em tin chắc là cái mẫu này nhiều chị yêu, nhiều chị yêu, ôi rất nhiều chị yêu còn vẫn còn comment hỏi em mẫu này đúng không, rất nhiều chị yêu vẫn hỏi em Nga ơi mẫu này của nhà em Nga là bao nhiêu tiền. Em khẳng định luôn đây ạ. Đấy ạ, các chị nhìn giùm em nha. Rồi, hôm nay em còn bao nhiêu bộ em lên luôn cho các chị yêu này. Em có này, một bộ size M, còn lại tất cả đều là L. Em có M, một bộ size M. À, 1 hay 2 nhỉ? Hay đây cũng là M nhỉ, chờ em chút xíu ạ. Túi của nó đánh là à, có 2 bộ size M các chị ơi. 2 bộ size M. Chờ em tí xíu nha. Từ ngoài và hai bộ size M và 1 2 3 4 4 bộ size L các chị ạ. Em mặc là size L nha. Em mặc là size L các chị ơi, 2 M và 4 L bộ này. Rồi xin phép luôn này. Bộ dài nha, kỷ niệm các chị yêu luôn, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Rồi em có 2 M. Rất nhiều các chị hỏi mà bộ này các chị mặc đi làm được cho em Nga nữa chứ, chất nó mát nhưng nó chỉ còn vài bộ thôi, em sell luôn. Đấy à, nên chị nào lấy thì chốt đơn này. Em còn vài bộ này em sell luôn nha. Em còn mấy bộ này? Cho chị cái này, cái bấm. Để đi xíu. Ờ. Rồi. Rồi, em còn 6 bộ này thôi. Lên giá này, sell cho các chị luôn này. Bộ này ạ, không bao giờ lỗi mốt với thời gian này. Form rất là gọn. Chị nào khoảng tầm 45 cân cho đến khoảng tầm 58 cân em chốt đơn đi. Em chốt đơn từ 45 cân ạ. À, chị nào 45 cân cho đến khoảng tầm 53 cân mặc M, từ 53 cân đến 58 cân cân như em Nga mặc L nhá. Em chỉ còn 2M và 2L thôi. Tặng nốt cho các chị yêu này. Dài nhá các chị nhá, form đẹp nhá, có cổ bẻ nhá, nhiều chị yêu hỏi này. Rất là xinh, mặc đi làm được cho em Nga bộ này. Nên đơn cho em bộ này ạ. Hôm nay em sale cho các chị yêu là 330.000 đi. Nên cho các chị yêu 330, còn 6 bộ cuối cùng thôi. Một mẫu duy nhất. Một mẫu duy nhất 330.000. Đấy ạ, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn giùm em nha. Hôm nay em có còn 6 bộ cuối cùng, em dành cho các chị yêu là 330.000. Đấy ạ, mã M của em là M8 á. M8 giùm em nha nhá. M8 giùm em chỉ có 6 bộ duy nhất thôi. Chị nào khoảng tầm 45 cân cho đến khoảng tầm 58 cân em chốt đơn. Đấy, chị nào mà 43, 44 cân ấy mà muốn mặc thoải mái một chút xíu, các chị chấp nhận mặc thì các chị mặc được cho em nha. Em đang mặc bộ này size L nha các chị. Đấy, chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Không có XL chị ạ, hết rồi. Không còn nữa, không còn XL, không còn 2XL. Nên em mới dành cho các chị yêu mức giá ngày hôm nay là 330.000. Đấy, bộ này các chị mặc hoàn toàn đi làm được hộ em ạ. Áo của nó là áo suông, cổ của nó lại là cổ Đức nữa cơ đúng không? Rất là đẹp đấy. Không biết làm sao các chị thì rõ ràng là các chị được, mà em thì nó như thế này đây. Đấy ạ, đây này, đấy.
em là bây giờ máy nó còn đơ, nó về đúng cái mẫu cũ cơ này chị này. Không thể hiểu làm sao luôn. Đấy, máy của em đây, không hiểu làm sao luôn. Đấy, nó còn đang hoạt động ở cái chỗ phần cũ cơ. Đấy, nên là em không biết là thế nào. Chị nào lấy thì ghi hộ em nha, ghi hộ em. Chị Ngọc Nguyễn 1m56 50 cân với size M. 1m56 nặng 50 cân size M. Ok, một bộ size M cho chị Lộc Nguyễn này. Chị Lộc Nguyễn một bộ size M này. Rồi, chị Lộc Nguyễn một bộ size M em chốt đơn. Rồi ạ, 50 cân mặc M. M8 58 cân size L này. 58 cân size L này, một bộ size L này. Hôm nay là 330. Đấy ạ, em có mấy bộ thôi nha. Xin phép là ngày hôm nay là những cái dòng này là có mấy bộ ạ, nên là em quà tặng cho các chị yêu mùng 8 tháng 3 các chị lưu ý nha. Còn mặc thường còn lại bình thường không có đâu các chị nha. Pha M8 57 cân. 57 cân size L này. Ok, một bộ size L nữa này. Đấy ạ. Chị nào nhanh tay thì có nhá, vì em có mấy bộ thôi, size L này. Đấy ạ. Vậy là em chỉ còn 2M và một bộ à, còn 1M và hai bộ size L nữa thôi là hết nha. Còn 1M và 2L cuối cùng cho chị nào nhanh tay ạ. 330. Chị Nguyệt Phạm em chốt rồi ạ, chị Cấn Thị Phượng ok ạ. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Comment hộ em đúng cú pháp, em chỉ có ML thôi, rất tiếc bộ này chị nào người nhỏ mặc được ạ. Rất là xinh, 330.000. Đấy ạ, size em đang mặc, em còn 3 bộ cuối cùng. Mức giá cho em Nga là 330. Bộ này thì không bao giờ lỗi mốt với thời gian luôn rồi. Vừa đẹp, vừa sang, vừa xịn, dễ mặc. Đang lên form cực kỳ xinh và cổ của nó là cổ Đức ạ. Tìm được những cái set bộ như em đang mặc thì cực kỳ hiếm luôn. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Những cái bộ này của nhà em Nga thì không bao giờ lỗi mốt với thời gian luôn. Đấy, càng mặc càng sang. Cái quần thiết kế lưng vòng 3, 2 túi thì rất là sâu đấy. Chị Bùi Hiền 1m53 60 cân. 1m53 60 cân không vừa chị Bùi Hiền ạ. Cái này chị phải mặc XL. 1m53 mà 60 cân chị mặc cái này thì em phải XL ạ. Đấy, mặc cho em là phải XL chị nhá. Cái này phải mặc XL, em không còn XL, nó hết sạch mất rồi. Rất tiếc mẫu này em không còn XL chị Bùi Hiền ạ. Chị Bùi Hiền xong lấy cái mã mà cân nãy, chị Bùi Hiền có lấy cái mã cân nãy chưa? Lấy cái mã M7 chị Bùi Hiền. Rất là tiếc em không có size 60 cân rồi. Đấy á. À, em ơi cái váy von ấy cắt được hả em? Váy von cắt được chị nhá. Váy von cắt được chị ạ. Đấy á. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Mã hộ em là M8 ạ. Em qua luôn mã M8 nhá. M8 em còn 1M và 2L cho chị nào từ 45 cân cho đến 58 cân là em chốt đơn. Đấy ạ. Tặng nốt cho các chị yêu cho nó gọn mã này. Còn bây giờ xin phép được lên mã tiếp theo. Lên tiếp theo là M9. Rồi, M9 nhá. M9 nhá chị nhá. Nãy khuyên 1m550 cân chị lấy khóa gì thế? Chị Ái Quyên à? Chị Ái Quyên đấy. Hả? Chị Ái Quyên mà lấy bộ em đang mặc ghi hộ em là mã M8 nhá. M8 và cho em xin số điện thoại em mới chốt được ạ. À. M8 phải cho em xin số điện thoại em mới chốt được nhá chị yêu. M8 ạ, lấy thì phải cho em xin số điện thoại em mới chốt được. Đấy, comment của em đúng cú pháp em chốt đơn. Rồi ạ. À, tiếp theo này. Thôi bỏ qua bộ đi nhá. Hôm nay em lên cái những cái gì này nè đi vì tầm này nó chỉ còn một ít phút nữa thôi. Đấy ạ. À. Chị Ái Quyên là mặc size M, nếu lấy M8 thì báo em. Đấy ạ, bây giờ em xin phép được lên mấy cái này. Nó còn vài cái á. Cái này em còn 1M, 1L. Tặng nốt cho các chị. Đấy ạ, 1M, 1L nhá. Cái này rất là xinh. Tặng luôn này. Đấy ạ, chờ thử. Quên mất cái nãy không mặc cái này. Từ từ để em giới thiệu một cái á. Trước khi em tặng cái này á, cho em mặc cái á, áo bra này đi. Áo bra này xinh. Áo bra này có kẻ đen đâu nhỉ. Để cho chị kẻ đen đây. Bra này này. Cái bra này để chị mặc với này. Cái bra này em nói thật sự chị nào đây ạ, nhìn bra của em nha, bên trong có đệm mút này, đấy ạ, có nốt hoa này, màu sắc này, họa tiết cho em Nga này, đấy ạ, bao nhiêu chị yêu tìm không được đây, còn đây còn chị đây. Bra này nó chị đang nhìn không có giá rẻ, mà đây là có tông màu, hai màu, cái mã này có hai màu nhưng mà mã kia mới có nhiều màu. Em lên cái mã này trước này, đây ạ, em lên một cái mã bra này nha các chị nhá. Chốt phát luôn, nhìn bra cho em Nga này. Các chị nhìn bra cho em Nga nhá. Bra cho em nhỉ. Xuất sắc luôn. Ok, M8 size M cho chị Ái Quyết này. Em hết size M này. Em hết size M cho chị Ái Quyết luôn này. Size M này. Size M cho chị Ái Quyết là hết M này. Em hết M luôn này. Bây giờ em chỉ còn size L thôi nhá. M8 bây giờ em chỉ còn size L thôi. Bây giờ em xin phép được lên mã bra này.
em phải khẳng định là mã bra này siêu đẹp. Bây giờ em sẽ mix lại bra này về quần đấy ạ. Còn lại trong cái giỏ đỏ thì em sẽ rơi cho các chị yêu những cái mã khác đấy ạ. Bởi vì bra này đẹp lắm, bra này xuất sắc luôn, có hai tông màu. Chị Minh Quý M8CN ạ. Kiểu thì các chị có thể dinh cho em cái mẫu này. Chút chị Minh Quý size L nữa, M8. Ok ạ, à, một M8 size L. Chị Minh Quý ạ. M8 size L. Đâu nhỉ? Đây, size L đây. Vậy là còn một bộ size L cuối cùng nữa thôi. Ok ạ, à, thì em còn một L cuối cùng nhé, là hết L rồi. Ok này, đây. Còn một L cuối cùng này nữa thôi. Là hết nhé. Rồi, đấy ạ, à, M8 em còn một L cuối cùng. Nên hộ em ạ, à, đây. Các chị nhìn bra này cho em nghe nhé. Đây ạ, à, cái cặp đây là quần của mã M bao nhiêu nhỉ. Bra này em có hai màu. Một là kẻ cốm và hai là la kẻ như vậy em nghe. Chất liệu của nó là tăm tăm. Đây các chị yêu, chất liệu của nó tăm nhá. Trời ơi, cái chất này em thấy cực kỳ đanh. Chất này có mà giặt của em, máy giặt thoải mái luôn cho em nghe. Nó có đệm mút các chị nhá, nó có đệm mút. Đấy các chị nào mà đang kiếm tìm cho em một cái bra mặc ở bên trong. Đấy ạ. Sơ vi một chút xíu đó, bởi vì nó không quá ngắn các chị ạ. Cái vừa ra này nó lại sướng cái nó không có bị ngắn đâu đấy ạ. Nên chị nào mà kiểu ngại mặc kiểu vừa ra ngắn ngắn đấy là các chị không phải lo luôn đấy ạ. Tại vì cái quần này của em cái cạp của nó cạp cao, nó hách dáng vô cùng. Quần này các chị thấy không ạ, khi em mặc cái vừa ra các chị nhìn này, cái quần này nó hách dáng chưa, hách eo chưa, nên eo chưa, quá là đẹp luôn. Quần này là mã M mấy nhỉ? Quần này siêu đẹp. Quần này là M6. Quần này là M6 các chị nhá. Quần này của em Nga nó là M6 á. Còn áo bra này của em Nga lên hộ em là M9 á. Áo bra này lên hộ em là M9. Áo bra này em có hai màu, nên cho các chị yêu với giá là 199.000 thôi. 199.000 một cái. Bra này của nhà em Nga 60 cân em chốt đồ với em chốt đơn. Chị nào từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn áo này cho em Nga. Không bao giờ bay, không bao giờ sờ sù. Cực kỳ thích luôn cho em Nga. Co giãn đần hồi có. Bên trong có đệm mút nha, mà nó là hàng xịn cho em Nga. Đây ạ, hàng cái túi hãng này các chị nhìn cho em nhá. Rất là xịn, em có kẻ đen và kẻ cốm đi. Đấy ạ, kẻ đen và kẻ cốm ạ, mức giá là 199.000. Chị nào lấy thì nhanh cái chốt đơn. 199.000 nên hộ em là M9 á. Vừa đến bao nhiêu cân? 60 cân, 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn nhá, 40 đến 60. Đấy ạ, 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn. 40 cân đến 60 cân thôi ạ. Đẹp quá. Đấy các chị nhìn cái quần của em này. Quần dùm em này, đẹp không các chị? Quần đây ạ. Các chị thích các chị khoác cho em một cái áo khoác nhẹ nhàng ở bên ngoài đấy ạ. Khoác dáng kiểu khoác bomber hay khoác gì cho em Nga rất là xinh. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga. Ở đây em không có một cái áo khoác nào nhẹ nhàng rồi đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment của em đúng cú pháp là em lên đơn. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh dùm em Nga. Đấy, chị nào lấy thì cứ comment hộ em mã này là chị Hoàng Tỷ M9 kẻ đen ạ. Vâng ạ, chị nào lấy M9 cứ chốt đơn M9 nhá, 199.000 thôi. M9 là 199.000. 199.000 M9 ạ, bra nha các chị, ngắm dùm em bra. Đấy ạ, bra xinh chưa các chị, quần của em đấy ạ. Thấy các chị nhá. Nhẹ nhàng mic cho em. Số mic như này thì hack hack eo chưa các chị. Đấy ạ. Quần này của em nó cặp cao nên nó rất là đẹp. Quần đẹp quá. Quần này đẹp quá, mặc này siêu đẹp luôn các chị ạ, bởi vì nó là quần xếp ly đóng bom. Đấy ạ, quần có giá là 650.000 thôi, còn áo là 199.000 nhá, hai màu. Màu nào cũng đẹp, màu cốm hoặc màu đen, chị nào lấy màu gì cũng xinh. Nói chung là cả hai màu đều này được.
Các chị có thể dùng nó đi tập thể dục đấy ạ, mặc quanh năm 4 mùa được cho em Nga, với cái áo bra này. Bra này các chị mặc quanh năm 4 mùa được cho em Nga. Đấy ạ, cho nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment của em đúng cú pháp em chốt đơn. Rồi ạ, còn nên đơn cho em Nga tiếp theo này. À, nên quần jean vẩy em ơi, quần jean vẩy á, quần jean vẩy giờ thì em không lên được nữa rồi. Đấy ạ. Áo này ạ. Áo này này, em còn một chiếc size M. Áo này nói thật sự luôn các chị ạ. Áo này bé nhà em. Em không biết nhưng mà áo này rõ ràng áo này là dáng crop top các chị ạ. Chị em mình mặc mix với chân váy các kiểu nha. Dáng của áo này là dáng crop top, chị nào thích crop top thì các chị chốt đơn cho em nha. Em có một chiếc size M, một chiếc size L. Đấy ạ. Bé nhà em là kiểu bây giờ là nhỡ nhỡ rồi, bắt đầu là từ lớp 5 sang lớp chuẩn bị sang lớp 6 các chị ạ. Nhớ rỡ rồi, thích cái những cái dáng áo này. Hôm qua vừa mới thấy của mẹ lục ra đấy, làm ba cái ba màu luôn, mặc size M ba cái ba màu, mà trong khi đó em cũng mặc size M đấy. Chị nào mà lấy áo này nhá, đấy áo này bây giờ em chỉ còn một chiếc màu trắng, một chiếc màu trắng và một chiếc size M màu trắng, một chiếc size L màu trắng thôi. Đấy em treo lốt cho các chị yêu. Hôm qua bé nhà em một cái màu tím, một cái màu cố, một cái màu cao, ba chiếc size M rồi. Đấy, cho nên hôm nay em còn mỗi một cái, còn mỗi một cái còn một chiếc, tức là áo này còn mỗi mấy chiếc thôi, thì hôm qua bé nhà em nó lục ra. Đấy, cái này là dáng crop top, nói chung chị em mình mặc được, và các chị đấy giống như bé nhà em thì các chị có thể mua cho con mình cũng được, tùy các chị yêu. Em sell lốt cho các chị yêu này, 99.000 luôn đi, tặng luôn 99.000, 1M 1L. Trắng là tầm 54 cân đổ về em chốt đơn, L là tầm 60 cân đi ạ. Em mặc M nhá, 54, 55 cân bằng M, 59, 60 cân bằng L của em, 99.000. Có mỗi 2 chiếc tặng luôn, có mỗi 2 chiếc ạ, kỷ niệm cho các chị yêu, màu trắng. Đấy ạ, rất là thích luôn, chất cốt tông lạnh nha. Chị nào lấy chốt đơn view em là M bao nhiêu? M10 ạ, M10, 1M, 1L, dáng crop top các chị nha, dáng crop top, dáng ngắn ạ. Em nói luôn là nó là crop top nha các chị nha, nó là crop top. Em nói luôn là áo là dáng crop top ạ. Đây em mặc kiểu nó như này này. Đấy, chị Mai Nghĩa size M ok ạ. Đây này, dáng crop top như này này, chị Mai Nghĩa size M 99.000 đấy. Dáng đúng crop top em mặc nó đây ạ, mặc đúng như kiểu trên đây, cạp này đây này. Mặc đến vào cạp, đấy cái quần này là cạp cao. Rồi còn một chiếc size L nữa em chốt đơn. Đây, một M cho chị Mai Nghĩa, còn một L. Nói chung là các chị ghép đơn hộ em ạ, 99.000 ghép đơn hộ em đi. Còn mấy 50 là 50 cân chuẩn luôn, size M luôn rồi ạ. Ok ạ. Chị Thúy Trương em còn size L thôi, hết mất M rồi. Em có mỗi một M, một L. Đấy chị nào lấy thì chốt đơn, em hết mất rồi. Hết mất rồi. Đấy ạ. Tiếp theo đây, đây ạ, chị nào lấy cái áo này thì chốt đơn cho em áo này này. Áo này thì em có size M này. Em còn 2 chiếc size M ạ. Áo này em còn 2 chiếc size M cho màu đen, 150.000. Áo này ạ, chị nào khoảng tầm 54 cân, 53, 54 cân đổ về em chốt đơn, 150.000 em chốt đơn, 150.000. Áo này là 150 nhá, em có 2 chiếc size M thôi, tầm 53, 54 cân. Em hết M rồi chị nhá, em chỉ còn size L thôi. Size L cho chị nào 55 cân cho đến 59 cân thì chốt đơn cho em nha. 55 đến 59 cân thì các chị chốt đơn. Đấy, em có mỗi chiếc size L em tặng lốt là 99.000. Nếu nói chung là chị nào có ghép được, có đơn ghép thì ghép vào hộ em mấy cái 99.000 thôi. Đấy, nên hộ em áo này này 150. Đấy, em còn 2 chiếc size M, chị nào lấy chốt đơn hộ em mã là M11 ạ. M11 ạ. Ok chị Mai Nghĩa M11. Ok chị Mai Nghĩa một M11. 150.000. Áo em đang cơ giơ tay là 150 cho chị Mai Nghĩa thêm một cái nữa này. Đấy ạ. Còn lại một chiếc size M nhá. Chị nào lấy M11 chốt đơn hộ em 150. Em còn một chiếc size M nữa. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Đấy ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Còn một chiếc size M 150.000 cho áo này. Tiếp theo hộ em này. Chờ em tí ạ. Áo bra em mặc bên trong chị nào lấy thì cứ chốt đơn ạ. Bra em mặc bên trong là 199 nhá, em có hai màu. Cái này màu cổ, màu cà, màu này là màu bằng mơ này. Thì hôm trần này áo gì ghi rõ mã. Cho em mã hộ em đi ạ, mã M10 hay là M9 à M11 ạ. M12 nhá, màu vàng em chốt M12. Hả? Áo nào đang hỏi em áo nào ạ? Áo bên trong là bra thì em mới về. Em có màu cốm ạ. Và màu cốm và màu đen nha, 199.000. Cái này có đệm ngực. Các chị có, nếu mà chị nào có ngực thì không cần phải mặc áo bra, mặc áo chip ở bên trong. Chị nào người nhỏ thì thích mặc vẫn mặc được. Hộ em, để em xem cái này nó niền hay là nó có thể tháo được cái này niền các chị ạ. Cái đệm ngực này của nó là liền luôn. Đấy ạ.
liền luôn các chị nhá, mặc luôn được. Chị nào mà có ngực thì không cần phải mặc đệm, mặc cái nữa. Các chị ví dụ như các chị đi tập mặc cái gì đấy, các chị mặc hộ em. Áo bra thì... này là 199.000, mã là M bao nhiêu nhỉ? Áo bra là M9 đấy. M9 ạ. Chúng tôi khi mặc áo khoác đấy. À áo khoác á? Áo khoác này em đang mặc á? Áo khoác này em sale là 650 không? Thúy áo này của em Nga nó là hàng của CNT. Chị Thúy ơi, áo bra kẻ ạ? Kẻ gì chị ơi? Có kẻ, kẻ em có kẻ đen và kẻ cốm ạ. Chị lấy kẻ gì ạ? Áo bra là M9, các chị lấy kẻ gì ạ? Em có kẻ đen và kẻ cốm ạ. Em có kẻ đen và kẻ cốm, chị lấy kẻ gì ạ? Đây. Em có kẻ đen và kẻ cốm, chị lấy kẻ gì thì báo em nhá. Đây. Em có đen và cốm, các chị lấy kẻ gì cho em. Đấy, còn áo em mang khoác ở ngoài là 650 ạ, 650.000. Em đang mặc là size S ạ, em đang mặc là size S 650. Áo vest em đang mặc là 650. Chị nào lấy áo vest thì ghi hộ em là 650. M12. À, bom có cho à, gì ạ? Biết là em ơi chị chuyển khoản rồi. Rồi không? Đấy ạ. À, chị cho em quả bom ạ. Em tí nữa em check chị nhá. Tí em check, em cảm ơn chị Cấn Thị Phượng rồi ạ. Đây ạ. Cái gì đấy ạ? À chị Cấn Thị Phượng là cái gì? Bom thì có gì ạ? Có ok à? À, chị Thúy Đỗ cho em hai màu nhé. Chị Thúy Đỗ là lấy cái gì hai màu nhỉ? Chị Thúy Đỗ là lấy cái gì hai màu ạ? Chị Thúy Đỗ ơi, chị lấy cái gì hai màu đấy ạ? Chị Thúy Đỗ lấy gì hai màu ạ? Cho em rõ thôi ạ. Áo của em Nga, áo bra là 199.000, ghi hộ em là M9. Chị Thúy Đỗ là áo bra M9, kẻ đen và kẻ cốm, chị lấy ok hai màu. À, chị lấy hai màu, M9 em chốt đơn ạ. Chị Tươi Đào Thi này áo khoác size S ạ. Ok, áo khoác size S cho chị Tươi Đào Thi 650 này. Chị rồi ạ. Chị áo bra màu đen. Ok ạ. À. Áo bra màu đen em chốt chị yêu này. Áo khoác còn xả màu khoác không? Áo khoác ạ, à, áo khoác em còn em xem nào. Em còn màu nâu size L nữa thôi ạ. À. Màu nâu size L và màu đen size L nữa nhá. Hết rồi, áo khoác hết rồi. 650 đây. Em còn màu nâu size L nữa. Cái này là size S cho chị Tươi Đào Thi, giảm luôn chị này. 650. Size S 650. Giảm luôn chị Tươi Đào Thi. Đấy. Đây ạ, à, có màu nâu nữa. Đây. Cái này là của CNT. Cái này thì quá đỉnh luôn rồi ạ. Thì Tươi Đào Thi một áo bra màu đen nữa. Ok ạ, chị Tươi Đào Thi một áo bra em mặc nữa. Chị nào lấy áo bra em mặc cứ chốt đơn nhé. 199 màu trắng. Ok ạ. Chị Bùi Thị Xem 19, 2 chiếc 2 màu. Ok ạ. Đây ạ. Đấy mặc lắm luôn. Cái này em đang mặc L nó hơi rộng nhá. Chị nào mà khoảng tầm 62 cân. Đấy ạ. À, cho bố luôn em. Đây. Cho bố túi như này. Cho túi, áo này cho túi, cho túi, cho vào móc đó, nó kiểu như vậy. À, đây các chị nhá, cái này em đang mặc màu nâu này, em chỉ còn size L thôi. Size L chị nào mà khoảng tầm mà chị nào mà khoảng tầm trên 58 cân cho đến tầm 62 khoảng 3 cân thì các chị chốt đơn cho em nha. Lưu ý hộ em, áo này của em là dáng đây ạ, dáng nó là dáng ngắn như thế này các chị nhá. Phải một là các chị mặc với quần leggy cặp cao, hai là các chị mix với chân váy. Còn nếu không các chị về các chị sẽ thấy nó là ngắn đấy, bởi vì dáng vest này là vest ngắn, không phải vest dài các chị ạ. Em thì em mặc size S hoặc size M đều được, nhưng mà size L em đang mặc lên là size L nó rộng quá. Cái này là 650 nhá. Mỹ Lệ em vest lâu ạ. Ok, vest lâu cho chị Mỹ Lệ luôn này. Ok ạ. Vest lâu cho chị Mỹ Lệ là em hết vest lâu luôn này. Đấy ạ. Size L của mỗi một cái. Chị đang hỏi vest lâu có size em không chị? Chị Mỹ Lệ là 60 cân đúng không? Thì size L là chuẩn size chị luôn. Chị Mỹ Lệ có phải là 60 cân không nhỉ chị Mỹ Lệ nhỉ? Chị Mỹ Lệ là bao nhiêu cân nhá? Vest lâu em chỉ có size L thôi. Màu đen em còn duy nhất một chiếc size L cuối cùng nữa là hết rồi. Vest là hết rồi. Thôi cứ cho vậy đi được, để mai chị Mỹ Lệ 53 cân thôi. À chị Mỹ Lệ ơi không còn. Chị Mỹ Lệ ơi 53 cân không còn rồi. Vest lâu của em Nga là size L. Em hết size rồi. Thôi cái màu đen này hình như là size của nó đánh nhầm size sao này. Màu đen này từ từ nhá. Em đang mặc màu đen này nó chỉ tương đương với M thôi này. Từ từ ạ, chờ em chút xíu nha. Màu đen ạ, à. Màu đen vừa xong xe nhé thì ok rồi. Màu đen cái này. Đây, Tuấn Thị Phương là lấy áo gì thì hỏi. Cho em rõ áo nhá, quần của em Nga là 650, áo bra là 199.000. Vest của em đang mặc là 650, em sell lốt là 650. Cái hàng này của hàng của CNT và GR. Em chỉ còn màu nâu size L, chị nào còn tầm 62, 63 cân em chút đơn. Còn chị nào mà lấy màu đen thì em đang mặc chị màu Duy đen. Chị Duy Bảo lấy vest nâu size L ạ. Ok, chị Duy Bảo này 650 các chị ạ. Cái hàng này thì hàng của CNT và GR rồi. Em sell đấy ạ, sell 650. Xuất sắc luôn. Đây các chị nhá.
Đây ạ, cái này màu đen. Màu đen em nghĩ cái màu đen này à. Form này size L. Em nhớ size này. Size L này chắc chị nào khoảng tầm 60 cân đổ về thôi. Em chốt 60 cân nha các chị ơi. Cái này khoảng tầm chị nào à? 60-61 cân. Chị nào mà khoảng tầm à, từ 58 cân cho đến tầm 58, 59, 60, 61 cân. Đấy ạ, 62 cân người gọn thì ok. Chốt đơn cho em. Đấy ạ, các chị có thể khoác thì cũng ok được. Cái này nó size L các chị nhá. Đấy ạ, khoảng tầm 61, 62 cân để về chốt đơn hộ em. Cái áo này còn lại một cái màu đen nữa. Đấy ạ, mức giá dùm em là 650.000, 650 nhá chị. Em ơi, có áo của chị một bộ màu nâu đậm. Em nhé là cái gì nhỉ? Chị Cấn Thị Phượng, em ơi, có áo của chị một bộ màu nâu đậm, em nhé gửi lại mẫu cho chị. Là gì nhỉ chị Cấn Thị Phượng nhỉ? Chết rồi, em không hiểu luôn. Em không hiểu luôn chị Cấn Thị Phượng ơi. Chết rồi, mai chị inbox của em cái. Bây giờ em không, em đọc em chưa dịch được luôn. Rồi ạ, tiếp theo của em nha. Em qua cái áo vest, ai nấy áo vest thì còn duy nhất một chiếc, em đang mặc màu đen. Đã, trong khoảng tầm size từ 61-62 cân người gọn thì chốt đơn cho em nha. Còn màu vàng này, nên hộ em kéo này là M13 đi ạ. M13 màu ngoài kia M13 nha. M13 chốt M13 này. M13 cho em nha. Em chỉ còn size XL cho chị nào tầm 63-64 cân đổ về chốt đơn. Chị nào từ khoảng tầm 59 cân cho đến tầm 63 dưới 64 cân chốt đơn áo này cho em nha. 150.000. Đây ạ, màu này là màu vàng mơ. Cổ của nó là cổ nâu. Đã, rất là đẹp luôn. Mức giá là 150 các chị nhá. Áo này là 150.000, em chỉ còn size XL thôi ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn XL. Chị nào khoảng tầm từ 59 cân cho đến tầm 60 mấy cân đấy ạ. 60 mấy cân là các chị chốt đơn cho em nha nhá. M13 rồi đây ạ. Một số những cái mà khách mà em yêu cầu chuyển khoản này, khách không chuyển khoản bởi vì em lưu ý hộ em cái quần, những cái đồ em sale rồi ấy mà khách yêu cầu chuyển khoản bắt buộc phải chuyển khoản nhá. Không chuyển khoản em không đi đơn đâu, các bạn tự lọc ra. Cho nên em xin phép em bỏ ra em sale lại nha các chị nha. Rồi ạ, nên đơn hộ em cái quần này ạ. Quần jean này. Ôi. Bây giờ các chị gần thấy không ạ? Quần jean bán bình thường, em sale cho các chị yêu quần này là 380.000. Size này chị nào khoảng tầm, nói chung chị nào khoảng tầm 53 cân. Chị nào khoảng tầm từ 53 cân cho đến tầm 57 cân các chị mặc đẹp cho em nha. 53 cân cho đến tầm, à không, cái này tầm 52 cân đi. 53, 53, 54, 55, 56 cân. Em chốt 53, 54, 55, 56 cân. Em chốt đơn quần này. Đã, 53 cân, 54, 55, 56 cân. Chốt đơn quần này cho em nha. Dáng ôm nha các chị nhá. Quần D này. Dáng ôm size của nó là 27 nhưng dáng ôm 380.000. Nên hộ em ạ, duy nhất ạ. Đã, những cái chị nào mà không chuyển khoản này em xin phép được bỏ ra nhé. Em không giữ đơn đâu. Nói chung em yêu cầu chuyển khoản mà khách không chuyển khoản là em không giữ đơn. Xin phép không giữ đơn ạ. Cho nên là các chị xin phép là vì em sale rồi. Đấy ạ. Đấy, em Thiều Quyên em chốt áo bờ ga màu đen rồi ạ. Em chốt chị Thiều Quyên áo bờ ga rồi nhá. Quyên phô M8 size N này. Chốt bộ size N cuối cùng. Ok ạ, à, chị Quyên Phùng đúng không? Quyên Phùng ạ. Chốt bộ M8 size L cuối cùng. Đây cho chị Quyên Phùng. Đấy đúng rồi. Bộ. Rồi ạ. À. Đấy ạ, à, quần nên hộ em là M14 nhá. Có duy nhất một chiếc 380.000. Chị nào lấy thì nên tay chốt đơn. Rồi ạ, à, tiếp theo hộ em này. Quần có một chiếc duy nhất thôi ạ. À. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nha. Tiếp theo của em. Đây ạ. Tiếp theo của em quần này. Quá đẹp luôn. Chị theo Lê Lê M9 màu đen ạ. Chị theo Lê Lê M9 màu đen. Áo bờ ga là M9 đúng không ạ? Ok, chị theo Lê Lê M9 màu đen em chốt đơn. Rồi quần này. Chị nào 68-69 cân chốt ngay quần này cho em nha. Em sale có bao nhiêu ạ? Em sale quần này là 390.000. Áo vest của em Nga là mã M12 ạ. Trần Huyền em chốt M13 cho chị rồi ạ. M13 cho chị Trần Huyền là áo phông, áo phông vàng đúng không? Vâng. Ok, áo vàng cho chị Trần Huyền này. Áo vàng cho chị Trần Huyền, ok. Đôi giày đang mang cao 5 phân không? À, đôi giày em đang đi là 5, 6 phân đấy chị ạ. Đôi giày em đi cao khoảng tầm 5 hoặc 6 phân. 5 hay 6 phân gì đấy em không nhớ lắm. Nói chung em đi, các chị thấy không? Em đi từ đầu live mặc mấy tiếng đồng hồ. Thấy đứng từ live đến giờ mà ngày nào có khi cũng đứng. Mà các chị thấy không ạ, em đi chà chá đấy, một đôi giày đi mấy năm liền mà ngày nào cũng đi live, các chị đâu đứng lên như thế này. Nếu mà đôi này mà mỏi chân thì chắc chắn không bao giờ em đứng, mà các chị thấy không, rất là thoải mái luôn, thực sự luôn đấy. Nên là thực sự là cái đôi này em cứ hết em về, em hết em về đấy, nên các chị cứ yên tâm luôn nha. Rồi ạ, quần vừa xong là M14 là màu trắng nhá, M15 là màu đen, 390.000. Chị nào là cửa size 28 này,
Chị nào ở size 28 thì chốt liền cái quần này, M15 không phải nghĩ. 68 69 cân đổ về em chốt đơn. Tầm từ 65 cân cho đến 68 69 cân. 65 cho đến 68 69 cân em chốt đơn. M15. Xuất sắc luôn. Ôi cái quần màu vàng bò 14 màu trắng ạ. Quần màu vàng bò mặc với cái áo mã gì đấy màu trắng đẹp nhỉ. Lên cho cái ảnh mới đẹp thế. Cái quần em đang nhìn các bạn nhà em là chữ thì vẫn nổi nhưng mà ảnh của em thì không nổi các chị ạ. Đây, cho em mượn cái cho chị mượn cái mẫu đấy. Đây cho chị mượn cái này. Em đang thấy các bạn này, chốt này. Không hiểu là tại sao các chị ạ. Đây, chốt nai này. Đấy ạ, chốt nai là nhưng mà chữ của các chị thì cứ nhảy nhưng mà ảnh thì lại nằm ở cái mẫu em đang mặc này. Đấy các chị ạ. Đấy, các chị thấy không ạ? Cho nên là cái em đang đây này, tự dưng em nhìn thấy cái mẫu này em lại đang khen. Đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn. Chị Nguyễn Phương chốt quần M14 màu trắng ạ. Chị ơi. Chốt chị Nguyễn Phương. Hả? Chốt chị Nguyễn Phương quần M14 màu trắng. À đây, quần M14 đây hả? Ok, chị Nguyễn Phương quần M14 này. Ok, chị Nguyễn Phương em chốt đơn rồi ạ. Đây là quần M15 nhá. Chị nào lấy M15 chốt đơn. Chị M15. Chị Nguyễn Phương chốt thêm M9 màu đen và màu cốm ạ. Ok ạ. Chị nào lấy M15 chốt đơn M15 chị nha. Dung Lê M15 ạ. Ok, chị Dung Lê M15 này. Em chốt M15 luôn này. Hết M15 này. M15 em chốt đơn M15, em hết M15 ạ. Tiếp theo của em M này là M16 luôn này. M16, trời ơi màu đen. Trời ơi xuất sắc luôn. Quái cái quần này. Quần 53 cân vừa quần M14 đấy ạ. Quần này. Quần 53 cân vừa quần 14 là chị Nguyễn Phương nhá. 53 cân chuẩn mặc 27 giùm em. Em hết M15 rồi ạ. Em hết rồi. Quần này không biết là có phải cái ấy nó ra dặn chị không nhỉ? Đấy, nó tranh không được đây này. Mà bây giờ khách của em đây. Quần này dùm em, nên hộ em quần này gọi là đỉnh luôn ạ. 390.000, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn hộ em. Nên hộ em là M16, size của nó là size 17. Size 17 là size em đang mặc, nó là dáng ôm nhá. Nhưng mà nó lại phải là ôm kiểu ôm vừa. Nó là ôm nhưng ôm vừa các chị nhá. Nó không phải biết đi đâu ạ, nhưng nó là dáng ôm nhưng ôm vừa. Chị nào ở size khoảng tầm 54 cân cho đến 57 cân là mặc đẹp cho em nha này. 58 cân mặc hơi ôm một tí xíu. 58 cân thì mặc ôm nhá. Đấy ạ, chị nào thích ôm thì 58 cân cũng ok. Nhưng em chốt từ 54, 55, 56, 57 cân mặc đẹp luôn cho em quần này. Nên đơn giùm em quần này mức giá cho em nha là 390.000. Duy nhất một quần. Duy nhất một cái ạ. Nên em là M16 ạ. M16 nhá các chị nhá. Ôi M16, cái này mà không ai chốt thì em ghi vào đấy cho chị là cái hoa ung biếu nhá. Đấy chị không nhớ. M16. Nó dặn chị đấy nhưng mà chị không nhớ là có đúng chính xác không. Chốt cho ai? M16 ạ. Ok, M16 em chốt cho ai rồi? Trần Hạnh ạ. Chị Trần Hạnh ok ạ. Là 39 ạ. Rồi ạ. M17 này. M17 này. Đấy ạ, cứ khách nào mà không ấy em xin phép bỏ ra luôn. Úi dồi. Không, em nói thật sự nhá. Màu xanh em sale nhưng màu đen em về. Cái này em về màu đen các chị ạ. Nhưng màu xanh còn một chiếc em sale. Đấy, em nói thật sự các chị là em không biết là em bán kiểu gì. Tại vì cái này đúng là em vừa bóc ra em nói thật sự ạ. Nhưng mà thôi ạ, nó là sale rồi nhá. Các chị sẽ thấy là màu đen ạ. Màu đen thì về, màu xanh nhưng nó còn một chiếc ạ. Nên em xin phép nha, còn bao giờ nó về. Đấy, tại vì quần này của em nghe em nói luôn nó là mẫu của năm 2023 mà. Mẫu mới nhất này. Luôn. Ơi, chồng khách cũ mà. Ơ, đây. Chồng khách cũ mà. Làm gì có, thấy vứt ra ngoài đây mà. Chồng chưa đi đâu sao? Không có. Không mang không? Ở ngoài đây. Thế có vứt bỏ ra không? Có giấy ở đây. Cũng có giấy nhưng mà vứt hết ở ngoài lung tung. Đâu có cái nào có cái nào có chữ không? Đây. Tất cả đều có nhưng mà vứt ra lung tung ra hết ra ngoài nên chị nghĩ là bỏ ra ngoài. Đây. Đây này vứt hết một chồng ra đây này. Thế thì chết rồi, mấy cái kia chết, khách ta chị không biết nha. Chị không biết nha, ai bảo làm lung tung nhá, không biết. Thế thì cái này không biết đây. Cái này không biết đây. Không biết cái này vứt lung tung chị không biết. Thế thì tí nữa của khách nào mai xin lỗi khách. Chị Trần Hạnh ơi, cái quần má vừa xong này, má mờ bao nhiêu ấy?
là cho em là em là các bạn này bảo là cái đấy không phải là của khách bỏ ra chị ạ. Cho nên là em xin phép là em không, chị Trần Hạnh, xin lỗi chị Trần Hạnh luôn nhé, chị Trần Hạnh nhé. Trần Hạnh, cái màu trắng thì ok, cái màu trắng là cân nãy chị thấy ghi là yêu cầu chuyển khoản. Là chị thấy không chuyển khoản thì chị cho lấy luôn. Còn một cái mã gì nữa là màu 28 kia thì có không? 28 đấy thì chị không nhớ. 28 đấy thì chị không nhớ đâu. Hả? Ờ đúng rồi. Ok, thế thì ok. Thế mỗi của chị Trần Hạnh thôi, may nhá. May nhá. Vì chị đang bảo quần đẹp thế mà tại sao lại vứt ra. Ok. Ok của chị Trần Hạnh ạ. Rồi ạ. Rồi. Cho em xin phép thôi ạ. Cho em bắt lỗi cái này. Đây ạ. Nên nộp em cái này nha chị nhá. Nên nộp em cái này. Thế còn cái quần kia có không? Có. Cũng có à? Rồi ạ. Cho em cái quần này mã của em làm chị Trần Hạnh, chị Trần Hạnh thông cảm em vừa xong cái mã vừa rồi nhá. Đấy các bạn ấy nhầm, các bạn ấy bỏ ra lung tung nên là em lại dơ lên luôn. Đấy ạ, vì em không muốn để luôn. Đây. Nên nộp em này. Đây cái quần thì con màu xanh này. Màu xanh là cái có cái thắt lưng này. Đấy thắt lưng ấy, thắt lưng màu xanh này. Đấy. Ừ đúng không? Nó nằm ở túi đấy. Rồi ạ. Có đúng không nhỉ? À không có thắt lưng, cái này hình như quần trắng này mới là thắt lưng của chị này. Cái này mới là có thắt lưng, đây là thắt lưng của quần này. Không nhớ mã quần. Đây. Rồi, cái này là có kèm thắt lưng đây. Chị nào lấy quần này 380.000 size của nó dành cho chị nào khoảng tầm 59-60 cân đổ về em chốt đơn. Cái này nó có rách táp nha các chị nhá. Rách táp nhưng mà nó có táp ạ nên không bị lộ. Rách nhưng có táp nên không bị lộ các chị nhá. Rách nhưng có táp nên không bị lộ. Chị nào lấy ghi hộ em là mã M mười mấy à, 17 à? M17 các chị nhá, 380. M17 380, một chiếc duy nhất 60 cân đổ về em chốt đơn, em dơ nhanh này. Đấy, em còn 1-2 chiếc nữa thôi, em dơ nhanh. Đấy ạ. Cái quần này ạ, chị nào khoảng tầm size 26 này, chị nào khoảng tầm 54 này, 54 55 56 57 cân ạ. Cái quần này là quần 85 phân màu đen khói á. Chị nào lấy ạ, chốt đơn cho em quần này là 390.000. Quần này là quần 85 phân nha các chị nhá. Tuần này là quần lớp. Quần này là quần jean nữa mà màu khói là cái mã mà cực kỳ hiếm. Quần này em còn một chiếc size 26 á, chị nào trong cửa tầm từ 54 55 56 57 cân. Chốt đơn cho em quần này 390.000, nên hộp em là M18 được chưa ạ? M18 nhá. M18 đấy ạ. Em còn muốn 3-4 chiếc thôi, em dơ nhanh. M18 ạ. Đây ạ, còn quần này em có một chiếc size 18 này. M18 size 26. Từ tầm 54 55 56 57 55 à, 54 55 56 57 cân là mặc đẹp ạ. 54 55 56 57 cân. Chốt đơn 390.000. Đấy ạ, còn M16 là màu trắng dưới 60 cân. 80 quần M17 rồi ạ. M này là M19 này. M19 này thì em có kèm thắt lưng các chị nhá. Quần này thì siêu hot rồi. Màu nâu tây, chị nào mà ở cái 65 cân cho đến 67, 65 cân cho đến 68, 69 cân chốt đơn quần này cho em nha. 65 đến 68, 69 cân chốt đơn quần này cho em nha. Đấy ạ, quần này em chốt đơn cho các chị yêu với mức giá là 390.000 đi. Còn một chiếc cuối cùng. Mã là M19 ạ. Mã là M19 nhá, một chiếc M20 cuối cùng nữa này. Đấy ạ. Một chiếc M20 cuối cùng, quần jean vẩy ạ. Quần này quần jean vẩy cho chị nào là 370.000. Size này là size 27, size 27 là size em mặc. Chị nào khoảng tầm từ 54 55 56 57 cân em chốt đơn. Rồi ạ, mã này là M20. Mã này M20 có kèm thắt lưng quần jean vẩy từ 54 55 56 57 cân. Em chốt đơn quần này ạ với mức giá là 370, mã M20 các chị nhá. Đấy. Em còn đúng đấy, bằng đấy cái quần em lai, em còn sale, em còn nè mấy cái quần này em dơ lốt luôn ạ. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy, còn 3-4 chiếc này thôi nên chị nào lấy thì các chị có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox, và các chị nào mà thấy thì các chị chốt luôn trên live của em nhé. Còn bây giờ thì khá muộn rồi nên em xin phép dừng live tại đây. Chị nào yêu thích những cái mẫu gì nữa ở trong live này tối nay thì các chị yêu có thể đặt hàng inbox vào trong trang giúp em nha. Còn lại thì hẹn các chị yêu vào ngày mai tiếp tục nha các chị nhá. Đấy, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong live stream tiếp theo vào ngày mai ạ. Đấy, chị nào mà ưng mẫu nào thì comment hộ em luôn. Em có 17, 18, 19 là đối với quần jean đấy ạ. Đấy, các chị có thể xem lại dùm em. À, em ơi, có áo trẻ em không? Biết có gì nhỉ? Có được không? Có màu xanh lá cây và một cái màu xanh lá nữa. Em ơi, có áo trẻ. À không phải đâu, chị Cấn Thị Phương ạ. Khổ bé nhà em ý, là nó thích mặc cái đồ rộng.
Bé nhà em nó có 30 mấy cân thôi. Bé nhà em học lớp 5. Cao có 1m5, cao một có 1m3 mấy. Thật ra là bé, bé nhà em nó cũng bé bé lắm. Có 30 mấy cân thôi. 30 cân. Nhưng bạn lại thích mặc kiểu rộng thôi. Tức là quần, ví dụ như là quần là phải mặc cái quần gấu bo, xong mặc thụng. Người gầy mà, người gầy thì cứ thích mặc thụng, mặc rộng. Đấy, cho nên là cái áo, những cái áo đấy á, là cứ rộng ra, mặc đúng kiểu rộng như kiểu trẻ teen bây giờ ấy á. Đấy, cho nên là mặc luôn đồ người lớn được, tức là cái form nhỏ nhỏ đấy là mặc luôn được. Đấy là bé nhà em cứ thích mặc như vậy thôi, là lấy luôn, lấy liền phát ba cái. Đây là ví dụ như là các chị mà có con mà nhỡ nhỡ ấy ạ, đấy mà các bé nhà chị cũng thích mặc theo kiểu dòng đấy, các chị có thể mua sen vào được. Chứ còn em không có những cái dòng đấy, chẳng qua là em có sen những cái dòng ấy vào. Các chị ví dụ như giá nó mềm, nó rẻ mà nó đẹp ý, thì các chị có thể mua cho các con các chị. Bởi vì em thấy khách nhà em mua nhiều lắm, mua cho con mình nhiều. Đã, mua cho con mình nhiều vì đồ của em mặc dù là như vậy nhưng mà nhiều bé nhỡ, có những bé thì rất là đậm người. Đã, nhưng mà lại kiểu mặc, phải mặc những cái dòng của người lớn rồi. Đã, cho nên các chị có thể tham khảo nhá. Còn bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây. M19 là dáng gì vậy? M19 là dáng Becky, chị Chiến Vũ ạ. M19 là dáng Becky đấy chị. Cái quần này là các chị sẽ thấy hay em hay mặc với lại những cái áo mà, nếu mà chị nào mà để ý hay em hay mặc cái áo này mix với áo mông tư ghi ấy. Áo mông tư ghi của hãng Zulo ấy. Hãng Zulo ấy, với quần này này, quần màu nâu mà em hay mix với kẻ của Zulo, mông tư ghi của Zulo. Đấy ạ, cái này là dáng quần baggy có kèm thắt lưng. Size của nó là size 28 ấy, mã M19 này là size 28. Đấy ạ, là size cho chị nào khoảng tầm mặc size 28 từ 65 cân cho đến 68 69 cân em chốt đơn. Giá là 390 thôi. Đấy ạ. Nếu mà chị lấy thì chị báo em nhé. Còn bây giờ thì chắc em muộn rồi, em dừng live tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong live stream tiếp theo vào ngày mai. Tạm biệt các chị.